Vợ chồng nhà ngắn gặp đâu. Dạ, dạ, vợ chồng em đây ạ. Vợ chồng em xin kính chào tứ đại giang hồ ạ. Dạ, bốn chị mỹ nhân ạ. Không phải lèo mép, đọc lệnh tìm viên tài sản đây. Ất Mùi niên, canh quất ngày, sát chủ ra. Tức thứ sáu ngày 13, bị hại chúng tôi gồm có. Tôi xin trân trọng giới thiệu Nguyễn Thị Bích, Mai Công Chúa, chủ nợ. Nguyễn Thị Bích, Thu Cô Nương, phó chủ nợ. Về phía con nợ, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nhật Tinh Án, chủ nợ. Bà Quỳt Thị Ngẩm, bùng nợ. Và anh Nhật Tinh Ngao, con nhà Quỳt Xù, bùng nợ. Ôi, thằng Ngao đâu rồi nhỉ? Nó chạy ù té chưa chim cút rồi. Thôi mày đọc đi, tao viêm họng lắm. Thứ 6, ngày 13, tháng Cô Hồn, tức tháng 7 âm lịch, vợ chồng Ngán Ngẩm có vay của bà Mai Công Chúa số tiền 3 triệu đồng với lãi suất 15.000 đồng 1 triệu một ngày, lấy lý do là hỏi vợ cho con trai, hẹn một tháng sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Nhưng nay đã quá hạn và không có khả năng chi trả, nên Mai thu sạch chúng tôi đến đây để lập biên bản, thi hành cưỡng chế tài sản. Nào, điểm chỉ vào đây. Ông Ngán ơi, là ông Ngán ơi, tôi đã bảo ông rồi, không chờ biên bản chủ đề này được đâu. Ông không nghe tôi. Ông lấy tiền ăn rồi của thằng Ngao, chơi cơ bạc sạc dày hết rồi. Bây giờ lấy tiền đâu mà giả nợ người ta, ông Ngán ơi. Thôi, thôi, xăng thì đắt mà cứ thỉnh thoảng lại dồ ga lên. Tôi chơi với bọn chủ lô, chứ không chơi với bọn chủ đề nhá. Mà hơn nữa cờ bạc ấy thì phải biết chấp nhận. Đánh chẳng may nó tượt thì phải chịu. Nhỡ nó trúng lại trả sướng hay nhảy tưng 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 lên. Lắp cái màu lại đây. Điểm chỉ vào để chúng tôi còn thực thi nhiệm vụ. Ôi trời ơi, bây giờ làm thế nào mà ông Ngán ơi? Đã bảo thôi, cứ dồ lên lại lột biên bây giờ chứ lị. Dạ, bà cá chị à, hay chị cho em vá thêm 3 củ nữa. Dạ, gỡ. Ôi trời ơi, tôi đi. Ngoan lắm nhỉ, ngoan lắm nhỉ. Con ơi, con ngủ cho ngon, ngủ đi để một ngày lâu. Các chị nè, các chị nè, các chị nè, các chị nè, ngoan lắm. Ta là bỏ điếm, ta làm lại từ đầu. Ta là bỏ điếm, ta chẳng nợ chi nhau. Tôi còn đi đến đâu cho bằng quân sao. Cô bảo này, con mà không ăn nhá, nhớ là cô mách con mẹ Bình. Nhớ con mẹ Bình nó bán đi sợ lắm. Nhớ là quay đến ngon này. Này mẹ Bình đây, mẹ Bình đây, nó thằng này nó không chịu ăn này. Khổ quá thì có ăn không? Có mỗi bắt cháu ra ăn này lâu đấy thì chút đâu qua ra không ăn hết đó, cháu vừa hết rồi này. Cô cọc, cô khẽ khẽ cái mồm đấy. Bất bao nhiêu công, dù con nó ngủ rồi, cô nói to chứ các con nó tỉnh hết rồi còn gì nữa. Này, cô mà cái kiểu mà chăm sóc các con như thế thì là cái tháng này là tôi cắt tiền thưởng luôn đấy. Ừ. Cái gì? Cắt tiền thưởng á? Tôi trả thiết. Nè, tôi nói cho má biết nhá. Từ đức nghề má này xu nêu vào bây giờ làm cái nghề bảo mẫu này. Giờ 30 tuổi đầu rồi bây giờ con không có vợ thì không. Đấy, thế má bảo để tôi chết già cái nhà trẻ này. Kiểu cô khóc. Hơi một tí này là tự ái, hơi một tí là dỗi. Thế thì vừa rồi tôi chả giới thiệu cho cô cái con bé tí thì cô lại chê còn gì nữa. Úi dồi ôi, cái con bé tí má giới thiệu cho tôi á, nó vừa lùn, nó vừa xấu, tôi tiêu hóa nó sao được. Úi dồi, tùy nó xấu nhưng mà kết cấu của nó lại đẹp. Úi dồi, tôi mà kết cấu với nó thì để đẻ con nó thành tinh tinh à. Ôi, cô phải tin vào y khoa học bây giờ là hiện đại rồi. Thế kể cả là xấu chứ tinh tinh, nhưng mà cứ đưa nó đi thẩm mỹ xong cái là nó tinh tinh, nó cũng thành sinh như là điên ý. Này tôi nói cho cô biết, cô thấy bao nhiêu người đẹp bây giờ toàn là người đẹp dao kéo đấy, cô không hiểu à? Ý má bây giờ là cái gương mặt của tôi thế bây giờ phải đập nát bét ra đi để làm lại từ đầu đấy. Đúng, ta là đập đi hết, ta làm lại từ đầu sẽ là đẹp luôn. Cô xin lỗi bà đi, lương hóa trả tôi là có 9.000 tháng cộng với 20.000 tiền thưởng là trăm mốt, thế bây giờ đập vào đâu? Đập vào mắt à? Mà tôi nói cho má biết nhé, má chỉ được cái yêu ái với thằng Công, thằng Chột, thằng Ngao thôi. Đấy, chúng nó có người yêu hết rồi. Thế bây giờ má thì giam cầm tôi ở cái nhà trẻ này đến bao giờ nữa? Hay là má muốn tôi chết nào đây? Ôi dồi, tôi nói thật với má nhé, tôi cũng chả biết đâu. Nói cho má biết đấy. Này này, cô Cấp, tôi sẽ cho cô nghỉ việc luôn đấy, nhá. Nghỉ, tôi cần gì? Ta bảo bé cái mồm thôi mà.
Thế cô định làm cùng một cặp với hả? Mà tôi ơi, mà tôi ơi, cô khóc, cô chồng tôi. Ôi trời ơi, đông rồi, ôi trời ơi, đông rồi. Này, này, có chuyện gì mà kinh khủng khiếp như thế? Ôi trời ơi, em sắp chết đến nơi rồi mà tôi ơi. Ôi trời, sao lại chết? Này, mày sắp cưới được con Xoan rồi, mày cứ cưới nhau đi, đẻ một hai đứa rồi thì chết cũng chưa muộn. Ôi rồi không phải cái chuyện đấy. Chuyện gì? Cái bọn thằng cái nó đang kéo nhau ùn ùn như ruồi đến này em ấy. Ồ. Nó chết nợ em. Chết nợ à? Vâng. Thế thì mày nợ nó bao nhiêu? Mà nợ thì phải giả chứ. Thế mày đi ăn quỵt à? Hả? Đâu? Mày tuổi gì mà định quỵt với tao? Hả? Có mày em nợ đâu? Cái ông ngán đi mà ngẩm nhà em ấy. Ông em vay tiền để chuẩn bị tổ chức đám hỏi cho em với con Xoan. Nhưng mà khi ông ngán em, ôi trời ơi, tao ông ấy đẻo thế thì ông ấy mang hết tiền đi đánh đồ đánh đẻ. Thì bây giờ lại mẹ ra đẻ lại con, nó đòi tịch nhiên hết tài sản của em. Nó đề bảo không? Mày còn kêu cái gì? À, bà đây, tại sao mày với cả cô Cốc cần đẻ thế thì không đẻ được? Ấy vậy mà với cái tiền vay lãi nó cứ mắm thế, nó cứ giòn đẻ thế hả? Mà thôi được rồi, cứ để rồi tao tính. Còn cái gì nữa không? Dạ hết sạch rồi ạ. Còn cái cửa cùn dế rách kia để lại làm gì? Thu hết phải cho chị. Con Thu đâu? Em đây ạ. Mày làm gì ở đây đấy? Em đang bắt con mèo. Cứ bảo nhà ngắn ngầm đấy không có gì. Con mèo này mang ra chợ mà không được 3 lít à? Mày ngu lắm. Nhà này còn có con giá trị hơn con mèo này nhiều. Nhưng nó chạy mất rồi. Chị, nhà em gây dựng gần 10 năm mới được con mèo này. Mà nhà em cực kỳ nhiều chuột. Chị cho em xin ạ, em đội ơn. Em đội ơn chị ạ. Này. Dạ. Sao ông không nghĩ đến việc đánh đổi con mèo này bằng một con khác? Làm gì còn con gì? Có mỗi con gà thì chị bắt lên xe rồi còn đâu. Bây giờ tôi nói tôi thích con ngao thì sao? Dạ. Ngao ạ. Ngao thì em đổi được ạ. Em ngẩm ơi. Dạ. Nha nha anh nhờ tí. Dạ. Anh nhờ mình chút việc nhé. Mình chạy ù ra chợ mua cho anh một cân ngao về để đổi lấy con mèo kia. Tranh thủ lúc trời nó đang nắng em đi nhanh cho mát. Ngoan. Ngao ở ngoài chợ thì tôi thiếu gì? Ý tôi ấy là tôi muốn cái con ngao ở cái nhà này này. Là thằng Nhật Tinh ngao. Thằng ngao nhà tôi có nấu được canh đâu. Cô lấy về làm gì? Lấy về làm chồng chơi. Em mà lấy nó về khác nào nó làm chồng em. Mà cuộc đời nó cứ nối bời. Tự nhiên mãi thôi em lấy con mai công chúa. Thế nào bảo em về làm tí nhục. Không ổn. Chết tuyệt tuyệt tuyệt. Tại sao chú lại bí quan như thế nhỉ? Đây, bây giờ thiếu gì hot boy. Yêu các bà hơn mấy chục tuổi. Thế có làm sao đâu. Người chỉ có sướng ấy. Mà nó hơn chú hơn chục tuổi bọ. Ăn thua gì. Mà các cụ nhà tao có câu là gái hơn hai, trai kém chục này. Đẹp quá thôi còn gì nữa. Đấy, nhìn gương cái thằng cầm cái thằng trọt ấy. Yêu được hai con nhà giàu quá sướng luôn. Bảo tiện đây, con nở má này bảo mình cái thằng Cốc Bầu ấy có cái kế thì hay hay. Đúng rồi mày. Thôi đúng rồi. Cô Cốc phải công nhận là rất nhiều kế bật. Cốc. Đã. Cô Cốc ơi, chú Ngao chú đang rơi vào cái vòng lao lý, cô xem nào cô giúp đỡ. À, vừa em ở trong kia nghe trộm hết rồi. Cái gì? Suốt ngày nghe trộm đấy. Này, Tôn Góc. Xấu tính. Có cái kế gì hay hay bảo mình đấy. Sau rồi mình hậu tạ ăn được không? Nào. Cô nào? À. Cô ấy. Mày bảo cô là, này. Tao có mặc váy đâu mày, cô bỏ ngay cái kiểu cô nhá, cho mày vỡ mồm ấy. Mày một người thật nhỉ. Thế mày làm sao? Hả? Thế tao gọi luôn là cái thằng quần hoa mày có cái gì thì mày... Mày tụi tao, mày việc gì mày phải đỡ cái thằng côn đồ đấy? Hả? Cái kế của tao ấy... Thì cũng giống y như của má xui đây. Thấy chưa? Tức là bây giờ này, mày bỏ con Son đi. Nhá. Mày lấy con ma công chúa. Bởi bây giờ là phi công trẻ lái máy và già là kinh tế là rất hiệu quả. Đúng. Đúng ạ. Này, tao nói cho mày nét một câu nhá.
Tao y luôn vào cái cách của mày nhá. Này mày mày nhờ tao nói, mày cứ để tao nói hết ra. Thế làm sao? Thằng nào này đã bảo im nghe em chứ, để cho cô cóc cô trình bày nói. Tức là bây giờ này mày cứ yên tâm đi lái máy bay đi nhá. Còn riêng con Xoan nhá, mày để cho tao nuôi nấng nó cho nhá. Rồi tao hứa với mày là tao sẽ yêu nó hơn mày rất nhiều. Được chưa? Này tao hỏi mày, mày nôn hết chưa? Mày có thích bố mày nôn không? Mày nôn đi, tao thẳng thẳng tao lấy mô tương hứng luôn. Này, thế là tao hỏi mày, có hỏi mày rất là nặng tình với con Xoan không? Ôi này, không những nặng mà còn quá nặng luôn. Nặng không thể chịu được nữa đúng không? Thế thì mày bỏ xuống rồi cho bố mày bế nó lên. Trong môn này phải ngu thế nhỉ? Đúng không? Này, tao nói trong cái thằng nửa cô nửa cậu như mày nè. Mày nói muốn có người yêu nam phải đẹp đai đấy, không sao đâu, nam mồm phải tàng hoàng, không phải như cái loại vũ phu con đồ thối thàng như mày đâu. Na ý mày là mày chê bố mày xấu đai đúng không? Ôi giời, quá chuẩn luôn. Thế thì tao nói cho cái thằng ngao ngắn ngẩm mày biết này nhá. Đã thế nhá, tao nhảy vào thương vụ con Xoan còn được nhá. Mày cứ nhảy vào đi, tao nắm cổ phần với mày luôn. Nam vào này đi, này đi. Bây giờ tao mày ra khỏi cơ quan, ra khỏi cơ quan tao mới đánh nhau đây luôn. Mày có dám không? Mày dám không? Hai cái thằng này, đây là môi trường sư phạm, không được làm bậy. Không phải, vấn đề là nó chỉ đẹp trai hơn em có 1 mét thôi, nhưng mà nó lại dám chơi em. Đã thế nhá, tao khẳng định lại cho mày một lần nữa nhá, tao yêu con Phan băng được cho mày xem. Mày yêu đi, tao cho mày yêu, mày nổi mày cứ yêu đi. Mày thách tao không? Tao thách mày đấy, tới luôn. Tao cho mày riêng mặt của mày. Riêng từ thế là nào. Thằng nào sợ tao nhá. Ôi. Thằng nào chơi tao sẽ quyết như thứ nào thằng đấy. Mày ngu ra. Mày là ai? Tao bảo mặt mày nữa. Không, em bảo thôi, em bảo nghiệp. Mày đấy kìa, các con nó đang khóc rồi kìa, vào cho các con bú đi. Mày nhớ bố mày đấy. Tao nhớ luôn đấy. Đây, cô vào đây rồi, cô thương. Mày nhớ mặt tao ấy, tao chơi mày lên cùng luôn. Tao tơi đấy. Uống rồi cô thương. Đấy. Cái loại đạo đức giả, cô thương. Nào, tức là môi trường sư phạm là thế, nhẹ nhàng. Công chúa ơi. Này. Em bảo này. Này. Công chúa mà không cưa được thằng nào bằng tiền thì phải tán bằng rất nhiều tiền chứ ạ. Xem nó có dám cưa lại công chúa không? Mày ai? Thì không phải dạy chị mày. Tối hôm qua vừa sang bơm cho ông ngán bạn ngầm mấy củ rồi, nhưng mà chưa ăn thua. Cái gì nữa đấy? Thằng Câm nó có sáng kiến là công chúa tấn công bằng tình, đánh chặn bằng tiền này, và cưỡng chế bằng vũ lực. Cái gì đấy? Hay. Chị xin lỗi. Này, sao mà nửa đông nửa đang, hơi tí nó bỏ xuống đất đấy. Câm, sao chị bảo? Thằng Câm này, nó không nói thì thôi, mà nó nói ra câu nào là chết câu đấy với nó đấy chứ. Thằng này thì ngu và thông minh ghê đấy. Chị Mai công chúa ở đây không? Chị Mai ơi, chị Mai công chúa ơi. Các bà. Dạ vâng ạ. Chị đây, vào đây em. Mấy cái đứa này, giờ này còn làm vườn đây à? Đi vào đi. À, cái nẹo. Đứa nào làm việc ở đây đi đây. Vào đi. Dạ vâng. Gì đấy? Chị Mai ơi. Em muốn đến để mách lẻo chị một việc ạ. Có việc gì đấy? Nói đi. Dạ, em biết là chị mua đất nuôi thằng Ngao rồi. Ờ. Thế mà nó cứ vẫn phập hùng, nó tòm tem rồi nó chuột chí với con Phan. Các này. Dạ. Em thấy em đẹp hơn trong mắt chị rồi đấy. Các. Dạ. Chắc là em chưa bao giờ nếm mùi đàn bà đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Lại đây chị thường thôi. Ôi dồi ôi, chị ơi, chị đừng lại bố nói được không ạ? Sao thế? Của em đấy. Ôi dạ. Chị cho miếng ngon như thế mà không sơi. Dạ ngon ạ.
Nếu được thương chị cái nữa, chị có đánh chết em vẫn cam chịu. Sao này? Làm nó bên này đi. Dạ, nhưng tôi đau lắm, em chịu. Cút đi. Cóc này, dạ. Đừng sợ nhá. Chị không bao giờ đối xử như thế với Cóc đâu. Dạ. Riêng với Cóc là chị nhiệt liệt hoan nghênh. Lại đây chị thưởng cho. Nào, mạnh dạn lên. Dạ. Xong rồi à? Thôi thì chị chiêu đãi thì em cũng không dám từ chối. Vâng, em cũng phải nói thật, nếu mà được thơm chị ấy, thì chị có vả rỡi răng em ra em vẫn chấp nhận chị ạ. Triển luôn nhé. Dạ vâng ạ. Tông môn với thằng con nhà Ngao sao nó lại ngu thế như này. Thịt má người ta thơm như muối mít mà nó vẫn còn chê. Vâng, em xin phép chị ạ. Ôi, báo, mọi người ơi, má công chúa té máu rồi, đưa đi tiêm phòng dài rồi. Đồ mất nhiều. Đồ mất nhất. Đồ mất nghĩa. Đồ bất cần. Đồ bất cần. Bố mày đánh mày chết luôn hôm nay. Nha, thôi. Đánh như thế là đủ rồi. Đánh 30 cái như thế thì còn gì là người. Bạn nếm à? Cô chú, nghiêm. Bây giờ tôi nói nó là cành vàng lá ngọc của cái dòng họ nhà này. Có hiểu chưa? Đánh nó chết chỉ mất công là ma thôi. Wow, mà cứ ngồi xuống đây nghe em giải thích đã. Cái thằng cháu bác này này, có lớn mà không có ngu. Chú nói thế anh không hiểu cái gì hết. Có nghĩa là nó phải ngu đi một tí để nó lấy con Mai. Chấp nhận lái máy bay đi. Nó hơi già nhưng mà nó là đại gia. Em đây này, bác biết rồi, em lái suốt có làm sao đâu. Phải. Đúng chưa? Làm sao đâu. Đằng này đã nghèo lại còn đòi yêu gái xinh. Bác có biết nó yêu ai không? Ai? Yêu con Xoan nhà lão Sướng. À. Nhá. Nó xinh như thế đến anh em mình còn choáng nữa là cái loại ngữ nó. Cho nên là bác để im để em dạy nó. Mày không ngồi đấy mày khóc à? Mày cái đó đâu rồi? Phải bằng để em đánh cho nó chết cha. Này, nhân danh trưởng họ, tôi ra chỉ thị cho chú là không được chết. Chú mà chết thì ai cưới vợ đại gia cho nó? Đúng. À, mà trông nó khôi ngô tuấn tú này, chú lại đánh nó như thế thì nó méo mó con người nó đi chứ. À, nín đi bác Dương, để bác đánh thằng bố ngán cho mày xem. Chừa thằng bố ngán. Chưa thằng bố ngán này dám biết chưa, đánh đảm vờ. Đấy, nó nhận thức được như thế là cả họ mình được nhờ đấy. Vâng. Này, con ạ, lấy đại gia, nó là tiền của, nó là tương lai của mình, nó làm cho sung sướng cái thằng bé của mình. Bác nói đúng đấy. Từ hồi nó phải rồi thằng này á, nó mua cho nhà này bao nhiêu thứ nhá. Đấy. Thạch cho câu Long Hải này, bột ngũ cốc này, nút chition này, rồi nó mua quần áo cho em này, cho vợ, cho chồng em này, nhiều lắm bác ạ. Nó thảo quá đó chứ gì. Này, mà bình thường ra, con này nó như một con hổ đói. Đấy. Thế mà khi nó phải lườn cái thằng này, nó thùy mị nết na thế mới thảy như vậy. Em nói thật với má, các anh bên hội đồng khoa học đã chứng minh rồi nhá. Trong con người nói chung có đến 9 phần ngợm đây này. Trong đó chỉ có 1 phần người mà chia đều cho em với bác thôi. Vâng. Mà này, hàng chục người trong họ nhà ta nợ tiền con Mai. Đúng quá. Thằng cháu Ngao này lấy nó sẽ xóa sạch nợ. Vâng. Mà khốn nạn, không biết cái làng mình bao giờ thì nó hết cái nạn gọi lô đề bóng đá. Chả biết bao giờ. Thôi, bây giờ này, tôi chốt con Mai nhá. Không phải bàn cãi gì nữa. Bác thích gì bác đi mà chốt. Mặt thống nhất nhá. Cháu chốt con Xoan, còn bác chốt con Mai. Tao mà chốt được thì tao chốt lâu rồi. Còn ta đã chốt là không bao giờ trượt. Vâng. Đấy. Mà chưa kể nếu mà bác ấy chốt trượt thì còn bố mày yểm trợ đấy con ạ. Đấy. Thế thì mới nán với bác cả đời không đành du nữa. À, ngày bố lao này, chẳng này là phải ăn đòn rồi. Thôi. Hôm nay tôi quyết định chốt con Mai và phong cho cháu làm cành vàng lá ngọc của dòng họ nhà chúng ta. Em nhất trí. Cuộc đời đối mời Xoan ơi, khả năng anh mất em thật rồi Xoan ơi.
Toàn ơi, nhồi ơi, Toàn ơi, em đâu rồi, Toàn ơi, Toàn. Anh Ngao. Ôi trời, đây Toàn đây rồi. Anh làm gì mà như trâu sổng chuồn đấy? Toàn ơi, cả đang anh mất em rồi, Toàn ơi. Này, vợ chồng mình tốn thôi, còn nó bắt được cả đôi nó giết. Vợ chồng nào? Hả? Em mới chỉ xác nhận là có tình cảm với anh thôi nhá. Mà ai đó giết anh? Cái con nhặt gái Mai Công Chúa ấy, nó bảo không lấy nó giết. Cứ gọi vợ chồng dần dần đi là mưa. Mà anh nhỏ này, vợ chồng là trung tướng. À cái gì nè, bác trung tướng có nhà không em? Có, bố mẹ em ở trong nhà. Trong nhà, ôi giời, anh phải báo ngay, cũng chết, nguy quá rồi. Đây, ông uống đi, xuất ôi, rượu. Ôi, bắt trung bắt tướng ơi, khổ con quá bắt trung bắt tướng ơi. Ôi, bắt trung bắt trung ơi, khổ con quá bắt trung bắt tướng ơi. Sao đấy hả con? Có việc gì đấy? Hả? Mẹ gọi con này con ạ. Ừ đúng rồi. Có việc gì mà con cuống lên thế? Đây này nhá, chính thức nhận làm con rồi nhá. Từ bây giờ mình nằm ở tổng nha. Thôi được rồi, tình hình thế nào? Anh ngồi xuống đây nói cụ thể chúng tôi nghe xem nào. À, tình hình là rất tình hình và bất bình ạ. Ông bà ngán ngẩm bắn đứt con cho con chặt cái Mai Công Chúa. Nó hẹn vài bữa nữa nó đến bàn giao chính thức cho nó sử dụng ạ. Ông bà bên đấy biết thừa hai đứa chúng mày yêu nhau rồi cơ mà. Thế bây giờ mày định tính thế nào? Con tính thế này. Cái nước thứ nhất là con xin phép bố mẹ cho con mấy em Choan động phòng hoa trúc ngay trong đêm nay. Địa điểm vị trí như nào cho chúng con tự chọn. Anh nói cái gì đấy? Em không đồng ý. Ơ mày cứ để anh nói hết đã xem là. Ừ cứ để anh nói hết như thế nào. Thế thì em bừng cười. Đừng nói gì nữa, để anh trình bày. Sang cái nước thứ nhất, sang cái nước thứ hai lại xin phép bố mẹ cho không em Choan về nhà ông bà ngắn ngẩm làm dâu. Con sẽ làm chồng, bỏ qua tất cả những cái thủ tục đạm hỏi cưới xin năng năng. Coi như là em Choan đã ăn kem trước cổng với con. Có ai tư tách nhìn đâu. Anh Ngao, sao anh hèn thế? Bản lĩnh đàn ông của anh đâu hết rồi? Thì bản lĩnh đàn ông của anh, ông Nhật chính ngán, ông nhương hết vào nô lệ rồi. Mà buồn cười ấy. Nếu anh làm chồng như lấy cái bản lĩnh của anh về làm cái gì? Ma mới mẩn. Tôi quý anh thật, nhưng tôi không chịu được cái kiểu hèn nhát của anh. Ơ hay cái con này, nó đang rơi vào vòng lao lý, mà mày còn làm minh làm mẩy với nó. Được voi đòi tiên, thế mày có lấy anh hay không? Hay để tao lấy cho mày? Đấy! Mẹ tuyệt vời. Đấy nhá, bố mẹ chính thức nhận anh làm con rể nhá. Mình làm vợ chồng nhá. Bây giờ xin phép bố mẹ cho chúng con xin một phòng để động phòng hoa trúc. Na. Này, cầm ngay mà bụi. Không yêu đương rồi hết. Ôi trời ơi. Sao con này khổ thế này à, bố Trung mẹ Trướng ơi. Ôi, sao con này khổ thế này à, bố Trương mẹ Trúng ơi. Ôi trời ơi, là rồi ơi. Dạ thưa mẹ, con vãi hết cả mồ hôi rồi. Dạ dừng. Mẹ nói đúng quá mẹ không? Dạ. Này, còn cái đường cung thê của anh ấy nhá, nó còn dài lắm. Cô định cưới cái con mà có cái nốt ruồi bằng cái quả trứng ở trên mặt này ấy, thì cưới khẩn trương lên. Sang năm ấy, nó mà kim lâu, còn lâu nó mới cưới nhá. Dạ. Tưởng cái, dạ. Anh đặt bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Dạ, thưa mẹ con đặt 200 ngàn rồi ạ. 200 mà, úi thôi. Mẹ mới nói hết có 150.000 nữa, còn để 50.000 nữa mẹ nói nốt cho đây này. Mẹ ơi, anh này anh có vợ rồi mẹ ạ. Ai mà chả biết. Chính tay mẹ cắt tiền duyên cho anh ấy với vợ. Cắt xong phát chán vợ ngay con ạ. À. Cấm cái. Mẹ mới nói hết có 199.500 đồng, còn 500 đồng có muốn mẹ nói nốt không này. Mẹ cứ nói nốt đi. Cái lốp xe của anh nó vừa mới bị xịt rồi. Tí dạ. Nữa ra bảo anh em nó bơm ra hết có người dạ, nhìn thôi. Cái con có nốt ruồi là con nào? Đi nào. Con nào? Còn con gái này. Dạ. Mẹ thương con lắm. Số con vất vả cưới về cái thằng chồng nó đào hoa. Nó sắp lấy vợ đấy. Mà này, dạ. Mà này mẹ bảo. Còn cái cục vàng ấy, con cất cho nó kỹ vào nhá. Dạ, con làm gì có cục vàng nào hả thầy? Mẹ... con đã bảo là không có. Ừ thì sắp có. Còn cái chuyện của con với cả cái thằng dô xồm ấy nhá, tế nhị nó một tí. Làm gì có, bác ấy chỉ là hàng xóm thôi mà mẹ. Hàng xóm nào? Mẹ ở nhà mẹ bấm xoay thấy hai đứa đứng thơm nhau ở cái cửa hàng hàng quán. Làm gì có lần nào. Thôi. Hai anh chị đi ra đằng kia để cho tôi xem cho cái con một đám cưới chín đời chồng kia. Chứ mẹ gọi là không bảo mà lại còn đứng đấy con.
con đã lấy chồng rồi đâu ạ? À? Thì khổ quá thì may chả yêu đến 9 thằng rồi đấy còn gì hả con? Con yêu có 8 thôi ạ. Mà thì đằng nào mà mày chả yêu thêm một thằng nữa thì nó không phải là 9 rồi, nó là mấy? Mẹ thấy là con với cả cái thằng cầu thủ số 8 yêu nhau rất lồng thắm. Thằng này cao to, đẹp trai. Nhưng mà mẹ nói này, nó bị nóng chân, bỏ đi con ạ. Nó mà què ra đấy thì không có đẻ đái gì được đâu, chết được khổ cả một đời đấy con ạ. Còn cái thằng số 9 ấy, mẹ thấy thằng này là rất là được. Thế khi nào con được gặp anh ấy ạ? Thế con đặt bao nhiêu nhỉ? Con đặt 50. Úi dồi, 50 thì mẹ nói hết từ nãy rồi con ạ. Con đặt thêm nhé. Không được. Mẹ không bao giờ ăn không nói có. Mẹ không bao giờ mẹ ăn thêm ăn bớt của ai. 1.000 một hào thảo nhé con nhé. Thế còn cái con mà có cái mụn thịt ở trên mặt đâu? Dạ có con ạ. Mẹ xem cho con là con cắt cái này đi thì có việc gì không ạ? Không làm sao hết cả. Mà có định cắt nhá, kệ là phải cắt ngay trong cái tháng này. Con mà cắt sang tháng sau ấy, thằng cô hồn tử vong đấy con à. Dạ thế ạ. Mẹ Cường ở nhà không nhờ? Cô Sảnh đến rồi kìa. Quái nhỉ, giọng đứa nào nghe quen quen ấy nhỉ. Mai công chúa có phải không con? Vào đấy rồi ôi, lâu lắm chả sang chơi với mẹ được cả. Chào mẹ. Chào các con. Mà mẹ này. Hả? Mẹ giỏi thật đấy. Rõ ràng là mắt mẹ mù, thế mà mẹ vẫn phát hiện là chúng con đến. Thế đêm hôm mà chúng mẹ bị thượng mã mắt nên mà vẫn còn đeo kính hả con? À. Con lại nể mẹ rồi đấy. Ừ. Rõ ràng là mù, sao lại biết con đeo kính? Mẹ nghe trong hơi gió là mẹ biết rồi. Mẹ này. Hả? Mẹ xem bố con đang tính làm ăn lớn. Lần này là con định nâng cấp cái quán gội đầu của con thành spa thẩm mỹ thật to, thật hoành tráng. Mẹ tính xem có được không? Con năm nay quá đẹp con ạ. Thế ạ? Năm nay riêng con làm ăn cái gì cũng tốt, tình duyên cực thuận. Này, con có định cưới cái thằng ấy thì cưới luôn đi, đứa khác nó lấy trộm mất đấy. Ôi, mẹ! Sao mẹ biết con định lấy chồng? Riêng cái này là mẹ nghe thiên hạ người ta đồn, chứ mẹ cũng không đoán ra được con ạ. Mẹ chỉ xem cho hai đứa là cái ngày làm lễ kết hợp thôi. Thế nào thì được hả mẹ xem cho con luôn đi. Cứ qua rằm con làm gì cũng được. Mà này, dạ. Trước khi làm nhá, mẹ dặn con nhớ là phải báo ngay cho mẹ, con hiểu không? Hiện nay đang có ba con ma 36 tuổi nữ tử người Tàu nó đang bám theo con đấy. Ma, con mà không bảo mẹ nó ám cho rồi không làm ăn được đâu con à. Mẹ làm luôn cho con đi. Thôi tiền năm gì lúc nào đưa cho mẹ trả được. 500 à? Thôi được rồi, để đấy mẹ bắt cho ngay nhá. Bắt ma chấn quỷ mẹ này giá chi? Bắt ma chấn quỷ ma nào mẹ có khóc sợ thì con ma. Ma rừng này, ma xó, ma gà, ma chim, ma chuột, ma nhà, ma cô, chứ mẹ đây thầy bói chạy sô. Nó sướng rồi.
Này các con gái à, nó lỡ đỡ nó lỡ đỡ. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng quạc 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 quạc. Gặp hồ nước nó bị bà bị bõm, lúc lên bờ nó vô cánh cho nó khô. Phạch 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 phạch. Này 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 này, thế tại sao tôi phạch mà cô không phạch hả? Có phải là cô có thái độ để chống đối cấp trên không hả? Chống đối thì em chẳng chống đối. Thế nhưng mà má thử hỏi xem là có cái ngày lễ, ngày nghỉ, ngày chủ nhật nào là má không bắt em đến cơ quan để tập tự thu tuyên ngôn không? Hả? Như cái bài múa này em đã thuộc từ lâu rồi, em thuộc rồi không phải học nữa. Sao lại không phải học? Học nữa học mãi, học cả đời nhá. Mà cô là cái trường hợp là càng học càng ngu đi đấy. Cô có biết là so với tất cả đồng nghiệp ở các thôn cô là bị tụt hậu không? Hả? Đấy, bây giờ người ta là cô nuôi nhân dân hết cả rồi. Vậy mà cô là cô ưu tú không xong, không biết xấu hổ à? Em nói cho má biết nhá, đấy là lỗi do má chứ không phải lỗi do em nhá. Sao, đây, sao do tôi? Thế bây giờ chỉ có một cái việc là má đâm cho em một cái đơn lên thôn thì người ta sẽ xét duyệt cho em là cô nuôi ưu tú. Thế thì má có làm không? Má đã làm cái đơn nào chưa? Hay là má sợ là em là cô nuôi ưu tú thì em dòm ngó cái chân hiệu trưởng của má? Em nói thật luôn nhá, mà em nói cho nó căng luôn là em chất thèm à? Lôi nó ít thôi, đã bảo là từ từ rồi khoai nó khắc nhừ. Thế mà bây giờ từ từ đến bao giờ nữa? Bây giờ em 30 cái xuân xanh rồi à. Nếu người ta lại còn đàn trong đống mình thì cái danh hiệu bé tí cũng không có. Mà 30 tuổi đầu biết mỗi má một con đàn bà, mà nó lại của thằng khác thì má cũng có nhục không? Nhục không? Tóm lại bây giờ thì cô có muốn thoát nghèo không? Nghèo thì ai chẳng muốn thoát. Bên em ghét nhất cái nghèo ấy. Thế nhưng mà chính má là tiếp theo cho cái nghèo nó treo cuộc đời em, má có biết không? Đã bảo là nôn ít ít thôi. Thôi được rồi, từ nay những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết tôi sẽ nhận thêm mấy cháu để cho cô tăng gia, ý cô thế nào? Ủa? Này, thế má có cái đề án từ bao giờ mà hay thế? Thế sao má không triển khai từ cách đây mấy năm thì có phải bây giờ em thoát nghèo không? Khổ quá, nhưng bây giờ cơ sở mình mới có uy tín. Cho nên phụ huynh người ta mới tin tưởng, hiểu chưa? Này, má xui ơi, thế thì má phải triển khai ngay đi để cho em thoát nghèo. Này, bây giờ mà em thoát nghèo thì việc đầu tiên ấy là em phải giải phóng cái mặt bằng. Đấy, em đập bếp đi làm lại từ đầu mà bắt đầu từ bộ răng luôn. Thế mà bấy lâu nay mổ cứ chuẩn chết lại bảo là em tự hào về cái răng của em là tươi nhất xã. Hoan, anh tốt với em lần cuối cùng. Em có cho anh thơ muối em không? Không. Được rồi, em còn tin là anh đốt đống đơn này em tránh đồng đồng hả? Tôi thật không ngờ anh là thằng tồi, ham tiền, thằng vô liêm sỉ. Tồi nó phải có tổ chức, nó phải có phong cách của nó. Cứ nhìn thẳng vào mặt anh mà tồi thì anh mới thấy nhục. Mà anh hận cái ông bà ngán ngẩm tự nhiên biến anh thành kẻ phản bội. Anh có bao giờ yêu tôi đâu mà phản bội. Chỉ mặc dù anh đưa thơ múi em lần nào, nhưng mà anh thề là anh rất yêu em. Nếu như anh không yêu em ấy thì em chết. À quên, ông mà thung thướng, à quên, má thui mấy thằng cóc đít. Thế anh thề làm cái gì? Thế thì em cho anh thơ múi em đi. Anh thề là anh chết chết. Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh chấm bẩn nó vừa thôi. Em nhầm đấy. Anh mới tắm từ tháng trước ấy, mà anh xịt đầy nước hoa của con Mai công chúa. À không, mẹ anh sinh của nó. Đấy này, mới còn thơm thùm thùm này, không tin ngửi luôn đấy. Này, này, này. Bỏ ra. Ôi dồi. Tôi hận anh suốt đời, đúng ghê tởm. Anh đã bảo rồi, tưởng là phải nhìn thẳng mặt anh mà tưởng, thì anh mới tính nhục. Thế em có nhờ anh tưởng anh cho em không? Anh tự chửi bản thân mình, là đúng rồi đấy. Ừ, anh tưởng anh đó, bắt đầu này. Ngao ơi, sao mày ngu thế hả Ngao? Mày ăn mấy cái đồng tiền bẩn của cái con Mai công chúa, mày phụ mặt cái Thoan. Mày biết con Thoan tuy nó nghèo nhưng nó rất yêu mày. Có ai yêu mày mà nó không là Ngao? Sao mày ngu thế hả? Sao mày ngu thế hả Ngao? Mày là thằng ngu nhiêm chỉ, thằng bôi mặt, thằng tồi. Ngao, mày ngu lắm Ngao ơi là Ngao. Ê mày... Ngao, à? Sao cứ xỉa xói vào mặt tôi đấy? Tao xỉa xói vào mặt mày đấy. Mày có tin tao tát vào mặt mày không? Hả? Xỉa xói can gì thì không có tát vào mặt em ấy nè. Thôi im đi. Đấy, đuổi nó mày như thế thì anh mới thấy nhục. Ôi trời ơi, Ngao ơi, tao bị nhục thế à, Ngao ơi. Thôi anh đừng diễn tuồng nữa. Hả? Thì không diễn tuồng gì, thì anh lại chuyển sang cải lương, nha.
Ngao ơi, mày là thằng phán bội, thằng tồi, thằng tăng tăng. Chị Mai ơi, sao chị biết chúng em ở đây mà chị mò tới mà trọt. Ngao. Dạ. Mày đã thề với tao với ông Ngán và Ngầm là không bao giờ mày gặp con đàn bà lăng loàn này. Sao bây giờ mày còn trốn ra đây để chí chuột với nhau á? Doan đừng cứu anh Nguyễn. Doan à, chắc mày mới nghe tên chị chứ chưa biết chất chị nhờ. Đừng để chị mày điên lên. Chị lại phải cố gắng làm thợ điêu khắc. Tặng trong mày một đàn rết ở trên mặt thì mày xinh lắm đấy. Của nhà chị tắt. Tôi cao thềm. Doan. Ê nè. Ngao. Nè. Đi đòi em một tí nữa. Rắn giỏi lên con. Bố nói cho mày nghe nhé. Bố lái mẹ mày từ cái thủa 16. Con phải nhớ là gia đình mình ấy là gia đình truyền thống. Là mày mày. Nhớ chưa? Không có. Mày 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 nhớ nhiệt. Con đã bảo là con không thích rồi. Thôi. Thôi. Mày chùi ngay nước mắt đi nhá. Mày có tin là kể cả là đông đủ họ hàng bà con lối xóm đây, tao vẫn chọc mu bát mày chạy. Cho mày ngậm luôn nhá. Thôi chùi đi, nhắn giỏi lên. Người ta vào đây, chúng nó đến rồi. Đến từ lâu rồi nhưng mà đoàn đã về đâu? Mọi người đến đông đủ hết cả rồi. Đấy phải thông cảm vì thời tiết nóng các con nó quấy cho nên tôi mới cả cô Cốc phải tranh thủ về cho các con nó bú bây giờ mới ra đấy. Bú thì bú sau nhé. Bây giờ làm luôn phải không? Làm luôn đi. Ôi trời, thế mà giời ạ, giời ơi khổ thế. Cô Cốc, thôi làm luôn ăn. Kịch bản của bọn này nó rườm rà lắm, nhớ cất cho nó gọn. Em cắt từ sáng thì cô má thì cứ phải lo. Tốt. Gì ạ? Kính thưa các cụ, không các bà, ông Ngán bà Ngẩm có con tên là Ngao Hốc, hôm nay lấy chồng. Cái Mai công chúa đại gia hôm nay đến lấy thằng Ngao làm chồng, có tay cái. Thôi được rồi, vỗ tay ít thôi, thời gian nó có hạn. Về đại diện cho họ nhà gái, tôi xin được trân trọng giới thiệu má Nguyễn Thị Bích Xui. Bích Xui vỗ tay đi. Về đại diện cho họ nhà trai thì có ông Nhật Thị Ngán, ông Ngán đứng đây. Vâng, và bây giờ là một vị đại diện cho họ nhà gái lên phát biểu ý kiến tâm sự với chúng ta. Nhanh. Nói nhanh như cuộc về. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên hay họ, tôi xin giới thiệu, tôi được ủy quyền của bố mẹ cháu Nguyễn Thị Bích Mỹ Ngọc Mai công chúa. Bố mẹ cháu Mai do tuổi già sức yếu, mặc dù đã được y bác sĩ, hội đồng y khoa, rồi hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ, hội phụ lão, hội đồng hương, bà con chòm xóm vô cùng thương kết giúp đỡ, nhưng vì tuổi già sức yếu bệnh nặng cho nên bố mẹ cháu đã qua đời. Khi ông bà mất, để lại một đứa con gái mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa,
nay vào tù mai ra tội, nhưng cũng may là được sự chăm sóc quan tâm đặc biệt của hội đồng giám thị trại giam, và cũng cùng với sự cố gắng vươn lên trên cuộc sống, hoàn thiện bản thân mình, và hôm nay cháu đã được trở về với cộng đồng của chúng ta. Dạ, xin một tràng vỗ tay. Là thưa các cụ, các bà, khi cháu đã ra trại thì cháu lại trở thành một người làm kinh tế rất giỏi. Đấy, chỉ trong 2 năm thôi mà bây giờ cháu đã có trong tay 5 bảng đề, 3 mạng bóng đá, và đặc biệt cả một cơ ngơi cho vay và cầm đồ, và nói rất thành công. Chính vì thế cho nên tất cả các hot boy, rồi play boy, rồi super boy cũng ghi nhau đến tán. Thế nhưng mà cháu gạt hết, cháu quyết định lấy Nhật Tinh Ngao làm vợ. Nhầm làm chồng. Và tôi hết ý kiến. Dạ, xin chân thành cảm ơn. Không phải nói lắm. Đi về cho các con nó uống. Vâng, và bây giờ mà xin mời ông Nhật Tinh Ngán ạ, lên có đôi lời với cả. Bác ăn nói như ngoan, bác đại diện phát biểu hộ em nhé. Chú đẻ ra nó, chú đi mà phát biểu chứ. Khổ quá, nhưng mà cái mồm em nó hay tiêu cực. Mồm mát trong sạch, bác phát biểu hộ em chứ. Trong sạch từ sáng giờ hầu hạ vợ chồng của chú nó được miếng chó nữa đâu. Làm anh khó khăn. Kính thưa hai bên họ hàng nội ngoại, trước khi gia đình nhà trai chúng tôi bàn giao cháu Ngao để bên nhà gái nghiệm thu, thì tôi xin có một đôi lời phát biểu ý kiến sau ạ. Cổ nhân xưa đã có câu là: dạy vợ thì từ thủa còn thơ, mà dạy chồng từ thủa bơ vơ mới lên giường. Cháu Ngao nhà chúng tôi thì đã có lớn, nhưng mà lại không hề có tí khô nào. Cháu được cái là tóc thì ngắn mà cắn thì dài, cho nên là nếu mà về bên ấy cháu ngu nhiều thì các cụ dạy nhiều, cháu ngu ít thì các cụ dạy ít. Cứ mong là làm sao các cụ dạy để cho cháu nó sớm hòa nhập với cộng đồng. Vâng. Thế còn riêng Mai nhá, bố là bố nhắc con một ý nhỏ thế này nhá. Trước khi mà con cho thằng Ngao nó động phòng hoa thúc con ấy, con cứ phai cho nó một phát luôn. Dạ. Tức là đánh phủ đầu luôn, nện luôn. Có việc gì giải thích cho nhá. Dạ vâng, thế thì xin hết luôn. Vâng, bây giờ ban tổ chức chúng tôi xin được giới thiệu một vị đại diện cho họ nhà trai lên để bóc lễ. Ừ, nhà trai à? Vâng. Mắc cả. Bác xin mời bác. Mắc cả tay bác tinh khiết, bác tóc giúp em ấy. Được. Thứ hai họ là hôm nay tôi nhất là vinh dự được đại diện cho họ nhà trai bốc lễ. Đây thì hai họ vỗ tay. Đây là hơn 100 củ sắn bao tử, tuy là sắn nhưng mà tác dụng tốt như sâm. Nhất là hay. Ôi. Đây thì mọi người vỗ tay. Đây là ngô, trông rất giống ngô nhưng mà ăn là rất lâu tiêu, 3 ngày mới có thể tiêu hóa được, cái này rất tốt. À, xin giới thiệu đây là mèo. Con mèo này rất đẹp, không bao giờ bắt chuột, rất hiền. Xin giới thiệu ngay họ, đây là cái chổi ước mong của cô dâu chú rể sau khi thầy lập gia đình xong, là cái chổi là cứ quét tiền vào két thôi. Ôi trời, chết rồi. Nhập đến Ngao được rồi. Đề nghị chú rể trở về vị trí chiến đấu. Đề nghị chú rể trở về vị trí chiến đấu. Toàn ơi, Toàn ơi, anh mất tiền rồi. Toàn ơi. Nhập tinh Ngao. Anh là đồ bạc tinh. Khoan. Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây.
còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì, ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em, kia dĩ vãng mùa thương vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta. Em biết làm sao. Mùi tóc, làn môi và thư tình, anh xin gửi lại em. Với tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Rồi mai em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi môi tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, khóc chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm càng sâu. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên khác. Đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu giùm em, nào ước muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang. Em vì chưa hiểu nên đành cầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong đắng muôn cay. Thôi tính biển thiên thu. Kể từ đây còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì, ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em, kia dĩ vãng mùa thương vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta. Em biết làm sao. Mùi tóc, làn môi và thư tình, anh xin gửi lại em. Với tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Rồi mai em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi môi tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, khóc chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm càng sâu. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên khác. Đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu giùm em, nào ước muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang. Em vì chưa hiểu nên đành cầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên thu. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên thu. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt.
thay một thú trên ngàn bầu trời cảnh vật phong quan bốn mùa trên bát ngát trăm hoa đua nở dưới cảnh bầy cầm thú đua chơi. Chào mấy em, hôm nay có đám nào mà đi ăn cỗ sớm thế? Lốc cho lắm vào, để say rồi chứ gì? Say đâu mà say, có tí rượu với tí nõn đuôi thì chưa uống hết đây này. Pha cho gói giải rượu. Ngồi đấy để tôi hầu. Đúng là thời buổi đảo lộn lộn đảo, ai lại cọc đi tìm châu bao giờ ấy. Thật không có thể chịu nổi. Bác ơi, thế thì bác ít đọc báo mạng rồi. Thế nào? Bây giờ đang là mốt đấy. Mốt gì? Cọc đi tìm châu. Phi công trẻ lái máy bay bà già. Ôi trời ơi, đang hot đấy. Thời buổi này á, đàn bà mà ngay cả như chị em mình đây này cũng không sợ ế nữa. Ôi, hot gì mà hot, cũng phải có tiền thì mới cưỡi được phi công chứ. Thế nghe nói là cái con chủ hợp tác xã Sapa cam chốt gì đấy, nó giàu lắm phải không bà? Cam và chốt cái gì, tên thật của nó là thằng Câm và thằng Chột. Con Mai công chúa mới đầu tư vào hai thằng này đứng tên. Mà này, không biết là nó làm cái gì nhá mà đông khách dã man. Ôi dồi ôi, có mấy cái thằng rất chi là giỏi nhá, mà khéo tay. Nó trang điểm cô dâu rất đẹp, con cháu dâu nhà tôi ấy mà, xấu như điên. Thế mà nó vẽ vào mặt cho thế nào bây giờ đẹp như tiên như rời. Này, tôi còn lạ gì mấy cái thằng đực dựa ấy, đực không ra đực, cái không ra cái. Này, con nghe nói nhá, gái hai con rồi, thế mà nó đến đại tu cho, lại thành gái tân. Thế mới kinh, ngực đang lép, nó làm thành mẩy ra. Thế có sợ không? Mũi mà, mũi tẹt, thế mà làm kéo dài thành mũi lõ. Thế có man dợ không? Thật không tin nổi. Thật sự. Ôi chị ơi, bọn con gái bây giờ á, nó hư lắm. Sao? Nó không như thời chị em mình đâu. Này, bây giờ á, cứ yêu là ạch ra. Úi dồi, thôi chết thế á. Lấy đâu nữa gái gìn nữa hả bác? Thế thì nó mới đẻ ra cái dịch vụ vá víu lung tung. Này, hót bạc ra phết đi nha các bà nhá. Các bác ơi, cho cháu hỏi ạ. Các bác ơi, đừng đến thẩm mỹ viện spa Akira cam chốt đi nó nào ạ? Để bác nghĩ xem nào. Bây giờ cháu đi thẳng, rẽ phải xong rẽ trái, tiến lên một đoạn, quanh lại, lượn đến cái chỗ có cột điện, có mấy con vịt đang bơi ý. Cháu lượn xuống, đi thẳng lên, rẽ trái là đến. Sao có hình dung thế hả bác? Ôi giời ơi, tao ở đây mà tao đi sang bên ấy suốt ngày mà tao còn bị lạc. Nhưng mà dễ tìm lắm. Này này này, ra đây, bác hỏi này. Thế chúng mày đi làm mắt môi mũi mông à? Ờ, dạ không ạ, cháu đi cắt cái nốt ruồi mà bác. Ôi trời, thế này bác hỏi, con bé kia nó đi bá à? Dạ không, cháu đi gọt cằm ạ. Gọt cằm, gọt cằm. Dạ thôi, trong cháu chào mày, hai con này biết ngay là đi đại tu vá víu mà. La 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 la. Bây giờ còn đứng đây à? Rồi ạ, từ bé giờ mới được công chúa tặng cho cái váy đẹp thế này đấy. Này, gần hai củ của tôi đấy bà. Biết rồi. Thời trang Seven Air biết chưa? Công chúa ơi. Dạ. Cho người ta xin giọt nước hoa được không? Rớt. Này, nhanh lên. Úi giời ơi, chữa mãi không khỏi thôi. Thơm rồi. Cảm ơn nhá. Rớt được chưa? Đi thôi. Không được việc của chị, mày chết. Rồi. Dạ, em chào chị ạ. Làm ăn cẩn thận nhá. Dạ. Vui chị thưởng. Dạ. Không vui mệt đấy. Dạ vâng. Nào bác cưng, vào đây. Bây giờ nhá, ai đến trước thì vào sau, mà ai đến sau thì vào trước nhá. Cưng này ngồi xuống đây. Ba cưng kia, ra kia chờ chế một tí. Xin được hân hoan hồ hởi hào hứng hí hai hửng chào mừng các cưng đã đến với trung tâm thẩm mỹ viện spa Cam and Chơn. Đến với trung tâm nhá, các cưng cứ thoải mái mà trình bày nhá. Nào, trình bày đi. Dạ thưa anh, chuyện nó là như thế này ạ. Ừ, chế. À, chế ạ. Ừ. Mẹ chồng tương lai của em rất là quan tâm đến đêm tân hôn của em. Tốt. Mà bà ấy thuê hẳn cho em một cái khách sạn 5 sao để hưởng lạc đêm tân hôn nhá. Quá tốt luôn. Nhưng mà em biết được âm mưu của bà ta. Vào cái đêm đấy bà ấy sẽ quay phim chụp ảnh mà em không hề tự tin một tí nào. Sau đấy em mất xử ngàn vàng rồi. Tốt quá. Rồi, cái này thì không tốt. Thế
cưng mất cái ngàn vàng đấy trong thời gian nào, hoàn cảnh ra làm sao? Dạ, lúc đấy em thi trượt đại học, em 18 tuổi, tại bến đò quê em. Xúc động quá cơ. Thế ai là người được thụ hưởng cái ngàn vàng của em? Người yêu hay là bạn giai? Chả đứa nào được nữa. Ô, thế bị cướp à? Không, em đánh rơi. Đánh rơi? Vâng. Ui giời ơi, phí của giời thế. Của một đống thì phải giữ chứ. Ừ, thế nói tóm lại là cái tình huống của em là như thế nào? À, hôm đấy em đặt xe bị lỡ chuyến đò. Em ngã vào vệ sông, trúng ngay vào cái cọng, đau thế. Ui giời ơi, thế để gãy bố cái cọng ấy nhỉ? À, sao chế biết? Và đập mạnh như thế thì chả gãy. Này, cái tình huống của em ấy là hơi bị oái oăm đấy. Chế mà không sao nhá, đến đến với trung tâm của chế nhá, chế sẽ giúp em tự tin ở phòng the. Nhưng mà trước hết cưng dậy. Ừ, trước hết nhá, chế sẽ xử lý cho cưng cái vết sẹo. Ui, sao chế biết được là em có vết sẹo? Tại sao không? Thật không thể tin nổi. Thật không thể tin nổi. Giáo sư, cho vào nhận hàng. À, nhận khách. Khách gái à? Trân trọng giới thiệu với em, đây là giáo sư Châu Gia Trột, chuyên gia về vùng kín. Giáo sư sẽ giúp em lấy lại tự tin tuổi dậy thì. Trân trọng mời giáo sư. Ây da, cái con gái này sửa nhiều thế à? Sửa mũi à? Chữa mồm à? Đái thu ngực à? Đổ mông hút mỡ bụng vá điêu lung tung à? Sửa nhiều thế này, một mình ngố làm sao được? Ôi giời ơi, bình tĩnh. Thế ngộ muốn mấy trợ lý để đây hạt điều cho. Ngố cần thằng Akira cầm mấy thằng Lâm chân tăng thôi à? Sợ đơn giản. Tưởng gì, cầm hai thằng vào đây. Dạ, có em ạ. Dạ, hai thằng ngố rắn nha. Bây giờ xuống bếp nấu một nồi nước sôi, cho một ít muối để tao sát trùng à. Nhóm lò lên để tao nung cái kim xăm môi cho cái cô bé này. Dạ vâng ạ. Mà Ngộ à, mình làm trong bếp hay là ngoài sân ạ? Thế trời nắng thế này, làm luôn ngoài sân cho nó mát à? Dạ vâng ạ. Ngộ mời em. Mày cưng, chúc cưng thành công nhá. Đưa bệnh nhân cấp cứu ngay. Đi nhá. Nào các cưng, đứng dậy. Bây giờ nhá, hết giờ rồi. Hai cưng đi về, còn xử lý được một cưng. Mời cưng. Này, mai lại đến nhé. Bye bye. Chào cưng. Trình bày đi. Dạ em muốn cắt cái này ạ. Cắt cái này á? Úi dồi ôi, theo chế là cứ để như thế này cho nó duyên, chứ cắt đi á phá tướng lắm. Dạ không được, em phải cắt. Em cắt thì em mới lấy được chồng. Úi dồi, thế á? 1 triệu. Hơi đắt. Đắt à? Đắt rồi, đi về nhá. Dạ thôi, làm cho em đi. Làm nhá. Cái này ấy chế làm được. Nào, đứng vào đây. Cắt nhá. Cắt nhá. Ôi giời. Dịt cái tay vào đây. Úi giời ơi. Chặt vào không máu nó chảy. Này, có cầm cái này làm kỷ niệm không? Thôi. Đấy.
Này này bác cái ngang bên này em đánh dập à? Không sao. Này chú uống chén nước đi. Vâng em xin. Thế nào? Dạo này lên hiệu phó nhà trẻ có khác nhỉ? Tạo được xe mới rồi đấy à? Gớm, bác làng này cứ như đại gia không bằng ấy. Tiền đâu mà mua cái xe đạp Ngọc Hà này? Xịn phết đấy. Đùa nó đâu. Em mượn của phụ huynh học sinh lên chợ huyện để mua sữa cho trẻ con. Thế chú Khóc bao giờ lấy vợ để cho tôi ăn cỗ nhỉ? Ôi trời ơi, em bây giờ thì làm gì có đứa chó nhỏ ngó. Đang bảo xem là bác có cái mối nào ấy, bác giới thiệu cho em mối. Gớm, em bây giờ mót lấy vợ lắm ấy. Chết tôi rồi. Cái gì đấy? Thằng Ngao nó bỏ con Xoan, sao chú không sang bên nó mà tiếp quản? Con Xoan nó chả bỏ thành phố Bưng Viên thì lâu rồi. Bác giật cá mình. Mới cả cái con Xoan nó ngu lắm nhá. Cái thằng Ngao nó phụ tình nó đá nó tung đít đi. Thế mà vẫn kết nó ngu thật đấy. Cái gì đấy? Chết tôi rồi. Sao ạ? Ông Chỉ mới ở vùng kinh tế mới về. Vâng. Có đứa con gái tên Kim xinh đáo để. Chú đánh hơi sang bên đi xem có sơ múi gì không. Ôi giọt. Nghe cái bọn con gái xinh nhá, nó thích cái bọn nhà giàu, nó thích thì em mà bác phải giới thiệu. Các cụ nói cấm sai. Cái gì đấy? Nồi nào úp vung đấy. Mà tôi nói chú đừng tự ái nhá. Dạ vâng. Cái alo của con Kim ý, nó hệt cái đài phát thanh của chú. Ôi có cái lìa hợp nhau đấy. Tức là nó giống cái này của em à? Ừ. Hay quá nhỉ. Thế bác cho em gửi tiền này. Ừ. Em bảo này. Bác lưu ý cho em cái vụ cái Kim nhà ông Chỉ đấy nhá. Rồi bác, tôi nhớ rồi. Bác xin cho em cái password của nó với cả cái số email nhá. Password à? Vâng, password với số email. Rồi rồi rồi. Giúp em cái nhá. Ừ rồi rồi tôi nhớ rồi, yên tâm. Đi uống nước nhà cái bàn này mà cứ như đi tắm ấy. Em đi đây. Cốc, không lấy tiền trả lại à? Em không lấy đâu, bác cứ cầm mà dùng. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Bác làm cái tự chứ gì quả người ta làm cái gì? Bác quên xe này này. Cái thằng Cơm này ồn ào quá à. Mày phải để con bánh người ta nghỉ ngơi chứ à. Ngộ à, ý là Cơm nó bảo mày làm sai quy trình rồi đấy. Mà ta thấy áp suất vùng ngực của cô gái tăng gần 2 cân khí. Mày kiểm tra lại ngay đi. Ây da, thằng Tâm, mày lôi cái thằng Cơm lắm mồm lên ra ngoài cho tao yên tĩnh làm việc à. Thằng Cơm nó bảo nếu mày không xì bớt hơi ở ngực sẽ rất nguy hiểm, không khéo nổ đấy. Ây da, bình thường à, cứ bãi bơm thật căng, nó chỉ đi là vừa. Ấy, ai bảo nó bớ não, ai bảo nó thổ não, ai bảo não? Ôi giời ơi, nổ mất một quả rồi. Thằng Cơm kia, mày có đứng đường ở đây à? Chạy ra ngoài xe cấp cứu, đưa nó lên bệnh viện. Ôi giời ơi, thằng mắt nổ mắt xịt này. Ôi giời, mày bơm ngực hay mày bơm lốp ô tô đấy à? À. Cô phó hiệu trưởng. Ông ngán chào mày. Này, tăng ra nhiều các cháu như này chứng tỏ là có tiền phải không? Hả? Ai ta? Này, định đầu tư thay mái trường mới phải không? Hả? Chứng tỏ là hội này có tiền nhưng mà giống mình. Này, cái mồm. Tiền cái gì? Thì sao mình không ăn gì? Cái tấm nập Đông Anh ấy phải người có tiền mới tơi được đấy. Trời cái gì? Người ta 40 mét ngói
thế tính toán nào thiếu của người ta 4 năm viện này? Thiếu hả? Trang tao đây này, con Mai vừa rồi nó đút nót ông bà già ngắn ngẩm người tao ấy bao nhiêu đấy. Thôi thôi xin bố gấp ăn được có bố mấy miếng tấm lợp để há miệng mắc quai. Mày cười nè, bạn bè với nhau sao mày dỗi ra đâu thế? Này, thế tao hỏi mày nhá. Thế cái lúc mà mày vinh hoa phú quý ấy, mà thế tao có thấy mày mò đến đây đâu nhỉ? Hay bây giờ xa cơ lỡ bận đến đây làm gì? Mày thông cảm cho tao, tao cũng vì chữ hiếu, vì ông bà ngán ngẩm cứ cưỡng kế tao, bắt tao phải lấy cái con Mai quạ đấy. Tao không muốn đâu, nhưng là từ ngày nó này, mấy cái thằng câm, thằng trột đi cải tạo, nào tự nhiên tao thấy con người tao đúng là tao luôn. Tính nhà tao. Ừ, thật mà, nói thật luôn ấy. Tao ở đây, tao cô đơn gối chiếc, tao còn chẳng nói gì. Ôi mày, mày cứ chấp tao làm gì chứ. Này cứ mỗi lần tao nhìn thấy mày vất vả thế này, tao chỉ muốn khóc thôi. Này hôm nay, nhân trẻ tao sang đây, tao nhìn thấy mày này, cho tao xin phép khóc một tí cho nó vui nhá. Ôi khóc ơi nà, khóc ơi. Mười ngày nào hai đứa nghèo gắn bó như keo, thế mà hôm nay lại cho mèo xa sao. Ôi trời ơi. Thôi. Xin bố. Thôi không phải nịnh. Nhân cái chuyện nịnh thì tao nói chuyện luôn. Mày có thể giúp tao đi tìm con Thoan sắp xếp thời gian hộ tao nè. Thực ra tao cũng định rủ mày đi tán gái với tao. Anh ạ. Nếu mà tao tán được gái thì tao sẽ đi tìm con Thoan cho mày. Ui nồi phấn khởi quá. Này con tôi mới à? Ngon không? Ngon. Tao mới quen được cái con bé tên là Kim. Kim. Nó con nhà ông Tỷ. Ui Kim Tỷ. Ở xã bên đấy. Kim con nhà ông Tỷ xã bên. Ừ. Thì nó như nào? Nói chung là nhà giàu. Nhưng mà bố mẹ là khó tính. Ui nồi. Còn em Kim ấy thì là ruột gan này không biết thế nào. Ừ. Thế nhưng mà mặt tiền thì hơi xoàng. Hơi xoàng á? Ui. Nghe mày kể ra là tao hình dung ra thi thể con này nó như thế nào rồi. Như nào? Mày đoán như nào? Bên ngoài trông chẳng ra gì, nhưng bên trong nội thất điện nghi bất ngờ. Chén lên chén luôn. Chén luôn. Chén luôn không còn nó đớp mày. Ông cứ làm mà chén nó dễ nóng. Thế tao hỏi mày nhá, bây giờ mày đi tìm con Thoan. Thế con Mai quạ nó biết thì là sao? Mày yên tâm, từ ngày nó đi cải tạo là tao nấc nó luôn. Này nha, mấy lần nó định đòi hỏi nó cưỡng chế tao, nhưng mà tao cương quyết, tao không cho nó thơ muối gì cả. Đấy. Đến tao thì chẳng là gì của nó. Thế mà nó còn cưỡng chế tao một phát thơm vào má nó. Ngoài thì chắc ăn đủ. Ôi giời ơi, tao thề mà bố thằng ăn mày nó nhiều. Tệ, con Mai nó kể với tao hết rồi nhá. Mày buồn cười, tao thề luôn đấy. Ủa cái thằng, tôi chết rồi, mày nói to quá, thằng bé nó dậy mất rồi. Con thương. Đó, thằng chó ngào nó nói to quá, nó làm em khóc cả. Ui giời, con thương. Mà đánh cửa chó ngào nhá. Đánh cho con ơi. Đấy, rồi. Đây, cô giàn ti nhá. Ôi, nhỏ, này. Này, nó mú cái thùm đụt thế này. Ngon lắm. Này, con là thằng nào mà nhìn chỗ bía khó nghỉ lên. Con là thằng Huy Nớt đấy. Con Huy Nớt à? Ừ. Ồ, anh nè. Cái thằng này giống y tín thằng bố đấy nhá. Hơi đói cái là đòi ti ngay. Mà không cho ti là cống nhắc ấy. Ra đây của con ấy, ti của con. Con ti đi. Ngon nhỉ. Này, mày định đùa nào nhỉ? Đùa cái gì? Mày nằm đó thì con hứa mà còn bú. Ồ, cái thằng này. Thế cũng là đàn ông. Sao ông thọ cái này có sữa? Nhỉ. Đúng rồi. Con này con ti nhá. Đúng rồi. Ngoài quá nhỉ. Bố, nhìn thằng Huy Nớt. Dạ, em mời hai bác sơ chén rượu nhạt. Rồi em xin thưa câu chuyện. Mời chú nhỉ. Dạ vâng ạ, em mời hai bác ạ. Thế năm nay chú định xuất chuồng con lớn đấy ạ? Cứ như chú đây, để đôi dép lại sướng. Bác cứ nói kháy em. Để đôi dép nó giống như là bom nổ chậm trong nhà ấy. Nó nổ lúc nào là chết lúc đấy. Thế vừa rồi có mấy anh ấy đi ra đi vào như thế, thế con động được anh nào không? Con động anh nào không? Ôi da ơi, giật một lũ đầu xanh đầu đỏ, xăng chỗ đầy người, đao kiếm đầy đủ. Ngày hôm kia em lấy gậy em nện cho một trận. Chú liều thế à? Báo cáo với hai bác thế này, bà Bích bên xã bên đánh mối cho một thằng ạ. Nó đâu? Hôm nay nó sẽ đến đây ra mắt. Thằng nào? Nghe nói thằng này nó là người đàng hoàng. Đàng hoàng, tốt. Nghe nói là cháu nó đang công tác bên ngành
bên môi trường sư phạm ạ. Sư phạm hay. Tốt quá chứ. Dạ vâng ạ. Mà nghe nói là thằng này nó tính tình rất hiền lành ạ. Hiền lành nhá. Vớt. Sao lại vớt ạ? Hiền lành để vợ nó đẻ đầu à? Hiền lành cho vợ nó cưỡi cổ à? À. Lại đây. Úi dồi ôi, con chó mộng của ông thế nào? Ốm quá cơ. Này này, ông nấu cả một bát cháo cho bảo ngưng cho con đây này. Nào con ăn đi, ăn đi. Úi dồi ôi, tuần vừa rồi con ốm phải hao đến 2 lạng thịt. Ăn đi nào, ăn đi. Úi dồi ôi, không ăn này. Ông gọi cho ông Ba Bị đấy đến bắt anh Cù Châu bây giờ. Ông Ba Bị ơi. Nào, 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 ăn đi. Ăn. Nào, nào, ngoan nào. Ngon lắm. Ôi Ngạo ơi, tông một này như tao nhầm nhà. Sao mày bảo mày đi trinh sát thường xuyên, bây giờ mày vẫn nầm nả là thế nào không? Không phải mà khi là tao đi đêm, nhưng hôm nay đi ban ngày nên mất bố định vị. Cái gì? Ta mẹ ơi, nhà cái thằng ta này nó có cái đàn ngực thay chiếu chít luôn. Ui à. Ừ. Này, theo phong thủy á, cũng gấp thai này là vợ nó mắn đẻ lắm. Thế á? Có ghi nhận được đôi chục đứa con ấy. Này, cái đàn này thơ đếm này cũng được đôi chục quả. Đôi chục với nào rằng là những đếm, tao đếm thơ cũng phải được 30. Ừ, 30. Mày cứ đếm thử xem được 30 ấy. Nếu mày đếm đủ 30, tao đâm đầu 3 phân tông luôn. Mày nhớ nhá. Tao nhớ, con nhớ. Đây nhá, lúc này 2, 4 này, 6, 8, 10, 12, 14 này, 16 này, 18 này. Đến chỗ này nó được đôi chục quả thì dạng này nó phải 40. Anh là nó đông nhỉ? Đông cái gì? Mày đâm một vài con trâu ngay. Mày này từ từ ta không có tử. Ôi trời ơi, thằng này lùi ra. Em chào anh ạ. Chúng mày vào đây làm gì? Không có chủ ở nhà thì chúng mày phải hỏi ngõ hỏi trâu chứ. Bọn em nhầm nhà. À, thôi chết rồi. Hai thằng vào đây định ăn cắp gác của ông phải không? Ôi giời, cái mắt nhìn cái mắt nhỉ? Cái mắt làm sao? Cái mắt như mù. Cái thằng này ấy, nó đang công tác ở trong ngành thương phạm. Mà sắp tới nó được phong cô nuôi yêu chú đấy. Ông đúng là bố láo ăn cắp. Mày bảo ai bố láo ăn cắp đấy? Nó bảo ông ấy. À, mày bảo ông là bố láo thì ông phải cho mày cái cuốc vào mặt bây giờ ấy. Ông đòi mang cuốc ra đây. À, thách đấy. Mày thách ông cái gì? Ông thách đấy. Ôi trời ơi, thách. Mày thách ai? Ôi trời ơi, nhanh nhanh. Ôi trời ơi, nhanh nhanh. Ôi trời ơi. Mày thách ông này. Ôi trời ơi, Ngạo ơi. Đòi tao ấy. Thách. Ôi trời ơi. Chạy lên Ngạo ơi. Mày thách ông này, mày thách ông này, mày thách ông này. Ông mà đuổi được mày á, ông bổ ông chết. À quên, ông bổ mày chết. Má Xu hiệu trưởng có đây không ạ? Chào chị. Mời chị ngồi đi. Dạ vâng ạ. Chị có việc gì hả chị? Dạ em vừa nhận được cái tờ rơi, nghe nói ở đây có chương trình đăng ký học sớm khuyến mại đỡ đẻ. Em đến để đăng ký cho thằng cu nhà em ạ. À, dạ vâng, đúng rồi ạ. Thế nhà chị tên là gì nhỉ? Bi ạ. Bi. Chị chửa được mấy tháng rồi? 5 tháng ạ. Hả? 5 tháng mà chửa to thế này, thế nhà chị chửa trâu à? 5 tháng xịn ạ. Hả? Thế chị chửa với ai? Tất nhiên là chồng em rồi ạ. Thì ai chẳng biết là với chồng, nhưng mà tóm lại là anh ấy tên là gì? Nhà em tên là Quang, tục là Tèo ạ. Có nghĩa là chửa với thằng Quang Tèo gì? Tôi sẽ đặt cháu tên là Quang Lê. Thấy đẹp đôi không? Quá hợp rồi cái gì. Mà má Xui ơi, em vừa đi đến cổng trường chẳng hiểu sao thằng Quang Lê nhà em nó vui vui dạo dực mà nó cứ nhảy tưng tưng ưng tưng như là nhảy hip hop ấy. Sướng. Làm em thích... đau dã man ạ. Ôi em đau lắm ạ. Ôi tôi chết. Thế là đau bụng à? Dạ đau lắm ạ. Ôi dồi, lần sau chị mà đau bụng như thế này thì chị phải nhớ là đến bệnh viện mà khám ngay nhá. Dạ. À, bây giờ vẫn đang đau cái gì? Dạ vâng, đau lắm ạ. Thôi được rồi, thế có lẽ mời chị xuống ký túc xá để tôi tạm khám cho nhé. Dạ. Đau thế này nguy hiểm quá. Nào nào, tôi đưa chị đi. Dạ vâng ạ, đâu. Đợi, từ từ thôi. Cảm ơn. Ôi giời. Thế đạt ơi, đã tha rồi còn đâu mối tình đơ. Ôi nổ. Ngao ơi, Ngao. Đích thị ở nhà này rồi. Nhà này à? Ừ. Chuẩn nữa. À, tao định vị được quả bưởi đây. À đây à, đánh dấu đây à? Ừ. Này tao bảo này, mày có biết trang điểm không? Sao mà trang điểm? Ừ, tao không tự tin cái mặt của tao lắm. Mày bôi lấy tao đi son với tôi phấn mặt nhé. Ồ, mày có mang do mấy tấu nhiều? Do tấu làm gì? Chỉ người ta bảo là ôi do tao tấu vào mặt thì ai chắc son phấn mày mặt. Mày điên à? Ừ. Đây rồi, tao có son với phấn đây rồi.
đầy đủ mà. À, thế thì được rồi. Tao tí. Ờ, nằm xuống đây, nằm xuống đây. Nằm đây. Phải nằm rồi. Ừ. Mấy này. Đấy. Ếch nè, ếch nè. Ếch nè. Đấy, ôi mày ngoan. Đó, cái con Thoan của tao bảo phát nó ếch ngay ra như mày có phải tốt không? Chuyển trước đi, Tiến Anh ấy. Này. Ừ? Có khi đăng điểm cho mày xong tao lại chuyển sang nghề hóa trang cho người chết khi kiếm được tiền. Mày bị điên đến mày rủa nó chết à? Mày yên tâm. Mày làm cái gì không? Đấy, tao nó làm cái gì không từ trước đến giờ không ai tên được tao cái miệng gì cả. Ừ. Đấy, ngon lắm. Xong xong chưa? Chưa, cứ bình tĩnh. Đấy, ui, nó tuần luôn. Tuần chưa? Này, mày thoi gương này, mày thoi gương này. Đấy này, ngồi đây, ngồi đây. Đấy, ui, rồi bây giờ, như hóc ngon chết tôi rồi. Ôi dồi. Hả? Ừ, ngon này. Bây giờ nhá, mày phải tô ra tao ít son lên má là một này. Ừ. Mày quệt ra tao ít son là một nữa cho nó tươi lên. Nó tươi lên đi. Thế mày ạch ra, ạch ra. Ừ, mày cứ khó tin. Được rồi. Ôi, này. Hả? Mày đập cái gì? Ôi, thì tao tưởng là đập vỡ lên tiền anh. Chẳng biết đấy, đập mày lấy cái gì mày bôi nữa. À, ừ. Này, này. Tao còn cái bút chì bút nữa. Nha. À nè. Ừ. Để mày tô cho sao nó nét cái lông mày đấy. À, nó làm tốt. Đấy. Đô lông mày nè. Ừ. Ú, nồi hồn đẹp tuần luôn. Đấy. Này mày. Nét không? Nét lắm. Ngồi đợi tao bảo. Ngon chưa? Ngon lắm ấy. Ừ. Bây giờ ấy, mấy cái thằng diễn viên điện ảnh gọi mày mừng cụ luôn. Thế à? Để nó vào. Mà này nha. Tao cấm mày không được phọt ảnh lên Facebook dưới mọi hình thức. Ừ, sao nhớ anh trọng tình đạo diễn anh mà biết anh lôi mày đi đóng phim là mày chết đấy. Ừ, tao cũng biết chơi Facebook không mà. Bây giờ này nhá. Ừ. Tao ăn nói là không đến nơi đến chốn, tí vào có cái gì mày phải yểm trợ tao ngay nhá. Mày yên tâm, mày ngu. Ừ. Nhưng mày luôn luôn phải tỏ ra mình nguy hiểm. Ừ. Đấy, có nghĩa là trên đời đấy mẻ cái gì đi mày cũng biết, cầm kỳ thi họa biết hết luôn. Mày điên à? Sao điên? Tao với mày học hết có cấp 2, biết gì cầm kỳ mới thi họa. Thế thì mới cái tao hiểm ra. Này nhá, đi vào nhà bọn chúng nó. Ừ. Mặt nó là phải đàng hoàng, quân dung tươi tỉnh. Đấy, bây giờ mày đeo cái hoa này mà cho nó giống chú nể. Tao trả mày mấy cái đồ trang điểm này luôn. Nào. Một, hai, một, hai, một, hai. Mày điên à? Sao mày nghĩ ra cổng? Quên. Ôi dồi ôi, mới bôi cho tắt nấu một tí vào mặt mày mà mày hầm như là cái con bi vợ quan trọng. Bắt đầu. Một, hai, một, hai, một, hai. Một, hai, một, hai, một, hai. Một, hai, một, hai, một, hai. Chúng ta chung. Một, hai. Đã. Chúng cháu xin kính chào các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các bác thanh niên nam nữ gần xa. Tên cháu là Nhật Linh Ngao, tính tình cháu hiền hòa, thích bay nhảy hát ca, nhạc thích nhất là Nam Ata. Trẻ chúng cháu công tác ở bên Nga, còn bây giờ già chúng cháu nghỉ. Dạ, chúng cháu kính cẩn nghiêng mình chào bác cụ. Hay. Cái thằng con rể tương lai nhà chú ấy có màn chào hỏi rất là ấn tượng. Tao cho 9.5. Dạ, để mời cụ ngồi đây xây nước ạ. À, cảm ơn bác. Chào các bác ạ. À, cụ năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu năm nay là 27 tuổi ạ. À? 27 tuổi? Cụ ơi, thằng cháu này 27 tuổi thì thằng này nó biết rồi. Nó hỏi tuổi cụ cơ. À, ê, bác ơi. Nhìn mặt cụ này nhá, càng đét 69 tuổi. Cháu 27 tuổi, băng tuần tháng nay bác. Dạ, dạ, đúng rồi bác cùng ạ. Bạn cháu là Ưng Hoàng Cốc, muốn đến đây tìm hiểu con bé Kim nhà ta. Có cái gì thì mong ba bác giúp đỡ. Nó mà náo nhá, bác cứ dùng gậy bác nệm như mấy cái thằng hôm nọ cho cháu. Này, cậu đùa tôi đấy à? Dạ. Gớm chết nữa, 27 tuổi mà nom cứ như là 72 ấy. 27 đấy này. Thật, không thể tin nổi được. 27 tuổi thế này có mày dị dạng à? Thật không thể tin nổi. Dạ, báo cáo ba cụ là thằng Ưng Hoàng Cốc bạn đóng ấy, nó yêu cái kia nhà ta tha thiết ra giết cùng kiệt, thật không thể tin nổi ạ. Bây giờ này nhá, ba cụ cứ điều thè bé bét, cứ coi nhà các cụ như là nhà các cụ. Cứ tự nhiên đi, còn cháu đưa thằng này ra ngoài hộ kiến, có gì cháu bọn nó lại vào. Na, cứ tự nhiên đi, đàn em bảo tí đi.
Em chào bác, em chào anh ạ. Mời bác cả anh vào nhà xem nước. Này này này. Nó nè. Kim ấy. Cái kim nha. Ôi, tao nhìn nó tươi hơn mày. Nhưng mà tại sao lại chào tao bằng bác nhỉ? Tôi thằng đấy này. Ôi trời ơi, trời đất ơi. Bố mẹ ơi, tao mua cái thằng Ngao này sao mày làm mặt tao như ông cụ này hả? Thì tao bảo là những cái thằng diễn viên này ảnh nó phải gọi mày bằng cụ thằng gì. Ôi trời ơi, mày nhìn lại mặt tao đi. Thằng mày cứ hay cắn tao như nổ lỗ. Là thế nào? Sao mày cứ cắn tao thế? Mày chui giả ông ngay, ông cắn mày chết bây giờ. Tao khắc chui. Chui đấy. Lòng không chịu được. Chui nhanh lên. Mày nắm mắt nào. Tao khắc chui. Thế nào cứ mấy ông kia cũng ở mình 70. Đấy, này. Mày thấy em không? Em. Mày thấy thơm không? Thơm không? Mày chui nhanh. Đây là chui nhanh. Đấy. Ôi trời, mới như cũ luôn. Đấy, tao thương xem. Đảm bảo nhá, vào bọn nó nha. À mấy cái ông ấy không ngạc nhiên nhá. Tao nằm con chó luôn. Bây giờ bắt đầu vào. Nào, nhiên. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1. Ôi dạ, kính thưa ba ông và một bà Ưng Hoàng Cốc và Nhật Tí Ngao xin trở lại với chương trình Tán Gái Tại Đà. Kính thưa quý vị, vừa rồi anh Ưng Hoàng Cốc đã ra mắt một màn hóa trang rất là ấn tượng. Mà bây giờ anh sẽ trở lại đúng là một hot boy. Xin một tràng pháo tay. Cái này của em à? Vâng ạ. À đây, cho anh xin nhé, anh làm kỷ niệm. Ôi đúng rồi, không dùng đường vào viện gì. Này, em cầm đấy, em cầm đấy. Phải nói là anh này hóa trang giỏi thật đấy. Quá giỏi luôn. Đây, dạ. Thế tôi hỏi nhá. Vâng. Túm lại là anh tìm hiểu con Kim hay là anh này? Dạ, mày để yên tâm nói. Là kính thưa ba ông, chuyện đó là như thế này. Anh Ưng Hoàng Cốc đây, sau một thời gian dài rình mò rình đập rồi đi đến quyết định, do cái sự xúi dục của bạn Lê và bạn Nam bán quán nước, anh thấy cô Kim nhà ta và anh ấy có cái sự tương đồng, cho nên chàng trai Xuân Toài đã đem lòng yêu em Kim nhà ta. Xin mặt tặng vào tay. Các ông thấy cô Kim người ta vẽ cắp như thế nào? Tôi nhìn chúng nó là hạt luôn. Chít phải đó. Còn Kim ra đứng cạnh chú Cóc xem như thế nào nào. Đứng cạnh nhau nào. Ui, phải năm. Quá là đẹp. Đẹp tôi cực kỳ luôn. Đúng là làm tay cho đáng đến tay, cầm kỳ khí họa thì anh tay đấy có đưa. Vừa rồi cái phần họa thì anh Ưng Hoàng Cốc đã thể hiện rất là tốt rồi. Bây giờ thì cái phần ký thể, khí ca cho ba đứa chúng mày. Ba ông được rõ. Bây giờ là ba ông của chúng ta sẽ đến với phần ký của anh Ưng Hoàng Cốc. Khí ca người ta bảo là tôn cụ hồn tôn nước sơn thì em cũng nghĩ là như vậy. Cứ thương nhân, anh này, anh Cóc, tôi bắt đầu cảm thấy ưng anh rồi đấy. Thế nào mà nếu cái phần thi ca này ấy, mà anh thể hiện tốt ấy, thì mời anh về với đội chúng tôi. Bây giờ anh thấy gia cảnh nhà chúng tôi thế này, anh có thể đối cho tôi một bài được không? Chết cha, tao thì có thơ. Mời các bác đi. Đề số 2 câu số 6. Đề số 2 câu số 6. Cứ thế nào. Cứ tự nhiên đi, cứ tự nhiên như người già. Đấy, cố gắng. Vâng, thì thể theo yêu cầu của gia đình, cháu xin được bịch một bài thơ về tình yêu giữa cháu và em Kim. Bài thơ có tựa đề là Anh đến thăm Kim một chiều mưa. Cháu xin được bắt đầu ạ. Bò không ăn cỏ, bò ngu. Kim không yêu Cóc, Kim ngu hơn bò. Đúng. Hôm qua anh đến nhà Kim, mẹ Kim nằm võng, bố Kim nằm giường. Thấy Kim nằm đất anh thương, bực mình anh bảo cái đứa trên giường xuống mau. Thật không cần tin rồi. Này bác. Này, dạ. Thế theo những ý thơ của anh ấy, dạ vâng, thì cái đứa nằm trên giường là đứa nào? Đứa nào? Bố Kim. Bố Kim. Dạ, thưa bác,
câu trả lời cuối cùng của cháu, cái đứa trên giường chính là bác ạ. À, được. Này, thế bây giờ tôi lại hỏi là thế cái đứa trên giường nó cố tình nó không chịu xuống, nó cứ nằm đấy thì anh làm thế nào? Người này. Làm thế nào? Này, tôi đố cái đứa nào ở trên giường mà không xuống ấy, thằng này nó cục kính cực kỳ ấy, không xuống nó vả nó bớm không? Nó vả? Vâng. À, đã thế nhá thì ông cứ nằm ở trên giường đấy, xem mày làm gì nào. Mày xong rồi mà đánh đi. Mày đánh đi. Mày đánh đi. Đây là thơ hát theo yêu cầu chứ nó có phải là thật đâu bác. Một người này cháu nó nói đúng đấy, đây chỉ là thơ thôi, với lại đây nó thể hiện tình yêu của con Kim với thằng Cóc, nó mãnh liệt cho nên nó mới xung đột như vậy thôi. Bác, thằng này nó xuất khẩu thành thơ, thằng này có tài. Đấy. Nhà chú là có phúc lớn rồi. Tôi cho đây là động vật quý hiếm ấy. Tôi đố mọi người tìm đâu ra được con như thế này. Đúng rồi, làm sao kiếm được cái con như thế này. Nhưng mà thơ gì thì thơ ấy. Thơ ngang ngược bố lá bố tép thế nào mà chịu được. Thôi, các cháu ơi, các cháu đi ra vườn tìm hiểu tiếp. Để ở đây tôi uống nốt chỗ rượu này nhá. Các cậu vừa uống hết chỗ rượu này. Say rồi. Thôi, thế này thì em có lời với băng cụ này. À, tổng có lời với ba ống này. Trong lúc tan ra bối nối thì thi ga bối nối, có cái điều gì thơ thuất thì mong ba ông nhượng thứ chúng cháu. Bây giờ chúng cháu xin phép vườn già ăn ra vườn, thế thì nhắc các cụ cho chúng cháu hôm xin như này ra vườn chúng cháu ăn. Bố láo. Này, từ ngày cái bọn Mai Thu Sạch cái nó đi tù, cái làng mình là hết cái nạn lô đề cờ bạc cái chú xui nhỉ. Thằng Câm, thằng Chột, thằng Tâm nó bị oan. Mà này, không hiểu là mấy cái con nặc nô ấy, nhiều tiền mà lại sinh gái, sao lại thích mấy cái thằng đấy chứ. Khổ quá, sau này tôi mới phát hiện ra hóa ra thằng Câm, thằng Chột, thằng Tâm là bị chúng nó lợi dụng. À, may mà thằng Ngao nó không dính vào đấy. Cháu chào bác ạ. Bác cho cháu đăng ký gửi trẻ với ạ. Ôi, may quá. Thế cô đăng ký với cô hiệu trưởng ngay đi. Này, cô đăng ký cháu được mấy tháng tuổi, được hay cái. À quên, trai hay gái. Cháu muốn gửi ở cơ sở của má xui cơ. Thấy bảo các cô ở đấy chăm trẻ tốt lắm. Giá lại rẻ, bọn cháu là công nhân lương thấp, muốn gửi ở đấy cho hợp lý. Thì đấy, chính má xui đây, cô hiệu trưởng đấy. Đăng ký ở luôn đây đi, ở đây họ trông trẻ tốt lắm. Gửi cả mẹ này, cả con, ở đây họ trông được tốt. Mà này, tôi nói cho cô biết nhá, đàn ông thôi mà họ cho búa còn giỏi hơn đàn bà ấy. Cháu cũng nghe người ta nói rồi, nhưng mà cháu chả tin đâu, đàn ông lấy đâu ra sữa. Này, cô không tin à? Cô hiệu trưởng vạch tí cho cô ấy xem. Vạch. Bác, quảng cáo vừa phải đấy. Đây chẳng qua là cái mẹo để dỗ trẻ con cho các cháu dễ ngủ chứ đàn ông lấy đâu ra sữa. Ôi giời, chết rồi, anh làm em đau tay à? Anh xin lỗi nhé. Thế bao giờ anh đi bắt chị Trang về cho anh Ngao? Anh á? Thì anh đang tính là bao giờ em cho anh sơ muối thì anh đi bắt cái Trang này cho nó. Mà này, Kim ơi, dạ. Mình yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ? Mới là có mỗi một tháng. Mỗi một tháng được á? Thế mà anh cứ nghĩ là nó phải một thế kỷ rưỡi đó. Sao lâu thế nhỉ? Mà anh bảo này. Dạ. Mình cứ yêu nhau trong sáng thế này, anh thấy nó nhạt nhẽo lắm. Cầm tay cầm chân nhau mãi, nó mỏi hết cả người. Mỏi thì anh nghỉ giải lao đi. Bố mẹ em dặn yêu nhau phải trong sáng, cấm có được ăn kem trước cổng. Trong sáng thì cũng phải cho nó đục đục một tí, cho nó lãng mạn thế này. Mà này em ơi, hay là mình ăn kem trước cổng tí cho nó mát. Ôi không có được đâu. Bố mẹ em mà biết em cho anh sơ múi em, bố mẹ em đánh ta tòe mỏ. Tòe làm sao đâu mà tòe. Tòe đấy. Anh chỉ muốn là mình cho tình yêu nó được một tí thì đi thôi. Một tí thì đi là như nào? Em chẳng hiểu. Tức là được một tí thì đi, tức là hôn nhau ấy. Hôn á? Ừ. Thế mà anh không nói sớm. Em đợi cái hôn đầu tiên của anh từ lâu lắm rồi mà chẳng thấy đâu. Ủa thế à? Ôi thì em thích hôn thì em phải đề xuất với anh hôn luôn mà. Mà người ta ngại. Ôi, sao phải ngại? Tình yêu có gì mà phải ngại. Này, mình thi công luôn nha em nhé. Nha, mình thi công luôn nhé. Anh đấy. Không mất rồi. Ôi, ôi, ôi.
hả? Sao anh bảo anh hôn em mà anh cấm nó mà em? Có mà em gặp mà mặt anh thì có ấy. Không phải. Này, thôi mình thi công lại nhá. Thôi bây giờ cứ mở mắt cho đàng hoàng em nhỉ. Sao có như điện giật thế nhở? Ừ, anh cho thấy tê tê. Này, khả năng là mình yêu nhau nó ít cho nên nó không quen, mình chưa kinh nghiệm. Bây giờ này nhá, tức là như này, bây giờ hôn nhau nó cứ phải từ từ, nó phải có mẹo nó mới vào được em ạ. Thế á? Bây giờ này, em ngả ra nhá. Em ngả ra. Ôi thì nhưng mà bây giờ em phải dắm mắt vào. Chứ mắt này cứ mở thao láo rồi anh nhìn anh hốt lắm. Thôi được rồi, để anh vuốt mắt cho em nhé. Được rồi. Ôi ôi cái ta chúng mày. Ôi nhà nước ơi, chúng nó mới thưởng mà một rồi. Á đổ ôi. Ôi ôi nhà nước ơi. Ôi này, nằm im, đừng có dậy. Nãy là nó cắm thâu vào đấy. Cứ nằm im để tao gọi cứu hộ. Na. Ui dồi ôi. Ôi, hết ta chúng mày. Nào, cứ nằm im nha. Để tao giải quyết thôi. Ôi, thiên thư chúng mày đang mới lợi thật không thể tin nổi, rồi tinh như mù khó gỡ không chịu được. Nào đây nào nhá, bây giờ tao quyết định này, phát này nhá, không ra thì kệ ta chúng mày. Nào bắt đầu đây. Hai, được rồi. Ngon luôn. Hỏng hết trong cái mùa đông đẹp của người ta. Tầng một là ngao, tự dưng thì mày đi xuống ông hôn với chảy hết, mệt hết các người. Có mặt tại anh không biết hôn được rồi. Mà anh Ngao, sao anh lại dình mò lên miếu nhau? Ô cái con Kim này, này nghe mày phải cảm ơn tao một câu đây, mày tách bóc tao. Tao nói thật nên hôm nay cũng có tao hai đứa chúng mày ngập thâu trong tổn nỗi luôn. Đàn ông là phải có dâu. Sau đây nhạc phẩm liên khúc Tìm Em Nơi Đâu bắt đầu. Sao em bỏ ra đi, anh nào có tội tình gì? Sao em bỏ ra đi, anh nào có lỗi lầm gì? Sao em bỏ ra đi, để anh thương nhớ hoài ôm kỷ niệm. Buồn lê mây leo đường tìm em biết không? Sáng khuya lạnh đôi vai, đi về thui thui một mình. Ưu tư nặng con tim, anh buồn thao thức cả đêm. Sao em bỏ ra đi, bỏ quên anh giữa dòng đời xuôi ngược. Giờ đây mất nhau rồi, tình mồ côi. Thiên kiều ơi, anh là thằng đàn ông đê hèn vô liêm sỉ. Nghe lời mẹ cha em giàu sang phú quý mà phụ tình em, để em bỏ ra đi nơi đất khách quê. Biển anh từng đi, Kiều ơi em ở nơi đâu? Chỉ mẹ cha ép anh cưới ngay con buồn. Kiều ơi có thâu gió xanh lòng đầy nắng mang, em hãy về đây cùng anh, hai đứa mình lại nối duyên đầu. Em xin được tặng hoa anh. Ôi dồi. Anh ơi, cái nhạc phẩm dân ca và nhạc cổ truyền của anh vừa rồi hết ý bản thơ. Nói em hỏi bao nhiêu một thang thuốc này? Vì thang thuốc thần của chúng tôi có giới hạn, ai nhanh tay người ấy được. Chúng tôi chỉ có bán sau khi kết thúc chương trình. Dạ. Mời anh về chỗ để chúng tôi tiếp tục chương trình. Dạ vâng ạ.
Bé mày. Nếu bán đi ăn. Và sau đây, phù thủy dị nhân sẽ biến tôi thành con chó béc dê. Xin mời vào đây. Cảm giác của tôi bây giờ rất khẩn trương. Mọi người thế nào? Có tài không? Tài. Chúng tôi chào mừng đây. Và bây giờ tiếp tục chương trình của chúng tôi. Mời bà con ở đây, có ai muốn biến thành con gì không ạ? Biến thành con rắn chẳng hạn, con chuột, con mèo, thậm chí là cả con rồng. Nào, thằng này nó muốn biến thành con này. Em muốn anh biến cho em một con chó à? Không, con người yêu em ấy. Thế người yêu anh như nào? Người yêu em nhá, em đã này, tóc này, mặt này tròn, chân dài đến nách, nói chung là trình ngoan ngu ngoan. Thế thì tôi hình dung ra người yêu anh rồi. Vâng. Thế mời anh vào. Không, thằng bạn em ấy. Ừ, mời bạn anh vào đi. Bảo đi. Tông môn này, mày đi vào. Mày vào đi để tao ở đây cho xem nó lấy phép đến đâu. Vào đi, tao cho tiền, 50 đấy. Mời anh. Mời phù thủy. Anh thấy thế nào? À, hôm nay có giống bạn gái anh không? Đúng người yêu em rồi, em cảm ơn anh nhá. Ôi Thoan ơi, anh đi tìm em suốt, anh yêu em. Tâm hồn mày! Tao kia, mày để cho nơi biến tao thành con đàn bà là thế này. Mày bảo cho nó biến lại ông ngay. Ông cắn chết cả lũ bây giờ. Nhanh lên. Anh yên tâm, chúng tôi mời anh ngồi xuống. Chúng tôi sẽ biến anh trở lại như cũ. Lão ăn cắp ở đâu? Tông môn cái thằng ngao này, mày bảo chúng nó biến ông thành con đàn bà làm thế, ông cắn ông phát bây giờ. Nào thì nôi anh ơi, cho em hỏi tất cả cái tô thuốc này bao tiền em tả? 2 triệu. Cái gì? 2 triệu? Toàn chín nội chín ngoại giang mai ấy, chín ma tổ tỉa rồi người ta 2 triệu chết người không sao. 50 thôi, coi như là một tấm hoa. Bo nhiều đấy. Ôi trời, này không thấy. Mua thì mua, mà không mua thì thôi nhá. Bố mình đây không cần đến 50 của mày nhá. Này, tao nói cho mày nét một câu nha. Tuổi ta không bằng pha tiếng nha. Mày định lại tao phải không? Tính mày nhạy, bố mày thì có. À, mày thích gì? Thế thằng này. Đây, Bùi Thủy ơi, biến con nhờ nhỏ đây này, con nước ngay cho em. Con trộm của anh, con trộm. Ôi trời ơi. Ông chửi em gì? Dạ. Muốn chết à? Có chuyện gì ở đây này? Có thằng này nó muốn tự tử anh ấy. Mày chửi em gì? Đi ra. Dạ. Ui mày, qua coi anh bảo vệ. Anh ơi, đặng anh thằng chó này, mày có nhận được không? Hả? Anh ơi, thằng chó này nhá, em không làm gì, nó bắt nạt em, nó còn muốn biến em thành con chó anh ạ. Thằng kia, nó làm gì mà mày bắt nạt nó? Thằng này chính là thằng lừa đảo anh ạ. Hả? Thằng lừa đảo à? Không phải, em đang rất bình thường nhá, đừng nó muốn biến em thành con chó, mà cái thằng này nó khốn nạn nhất là tuổi ta không phòng hoa tiếng, nó nại lòng em ạ. Cái gì? Nó nại lòng em ạ. Chính mày là nhại giọng tao thì có à? Hai thằng ôn này chúng mày hợp tác là nhại giọng tao à? Có anh nhại giọng em thì có. Tao trông như này mà tao phải nhại giọng mày ở cái thằng ngọng nhíu ngọng nô này à? Thế bây giờ mày thích cái gì? Anh thích cái gì tao cũng chịu. Anh thích cái gì tao cũng chịu. Được, mày chờ tao. Tao chờ đấy, làm gì là tao. Ôi trời trời. Nhại giọng bố mày này. Nhại giọng bố mày này. Nhại giọng bố mày này. Bắt mày rồi. Này, thì cô hiệu trưởng đi đâu mà tất bật thế hả?
bác thầy cho em sữa nước sôi để em vào em còn pha sữa cho các con. Thế hội này không tuyển sinh nữa. Ôi rồi tuyển cái gì? À tôi chắc bác hạ ngay em cái biển để tuyển sinh xuống. Này, chả là cô Cóc ấy, cô ấy bỏ đi tìm con Xoan cho cái thằng Ngao. Đây bây giờ một mình em xoay sở không kịp, vừa xay lúa lại vừa đẻm. Này, cái cô Cóc thế mà có người yêu đấy nhá. Hả? Còn Kim nó khoe với tôi rằng là tuần tới hai đứa sẽ rủ nhau đi cải tạo cái mặt tiền để cưới nhau đấy. Không biết có thành không ấy. Này, công của tôi đấy. À, thế, chú. Má chú ơi. Má chú đây rồi. Chắc nếu để cho cái. Nhảy ổ rồi à? Từ hôm qua thôi. Hả? Bởi từ hôm qua thôi. Ôi thế này. Mà này, ông giả rồi, nó máu nó vừa vừa. Tôi đâu, thằng này chứ tôi đâu. Hả? Của em ạ, đúng rồi. Thôi thế hai bố con cứ bình tĩnh ngồi uống nước đã. Ôi dồi, má xui ơi, bình tĩnh cái gì nữa. Vợ con nó nhảy ổ từ tối hôm qua. Đến bây giờ, mỗi tiếng nó mở ra một phân. Má làm ơn, má đi ngay cho con với ạ. Đi ngay má ơi. Dạ, dạ. Rồi. Thôi bác dọn hàng đi nhé, vào nhà trông trẻ giúp em cái. Này thì món khách hàng này mới là món khách hàng tiềm năng đấy. Ôi má, nhanh tôi mở má lên. Lên đi má. Ôi má bán chắc nhá, đi cẩn thận đấy. Dạ. Ui sao má nặng thế. Ui Cao ơi. Hả? Chính xác là con Thoan kia rồi. Đâu? Kia, đây. Nhìn đây. Thấy rồi gì? Ừ. Nếu mà chính xác là nó thì mày vào mà bắt nó về luôn đấy. Úi dồi, này, đảm bảo này. Hả? Nhưng mà cái thằng bảo vệ kìa, nó canh phòng cẩn mật. Chẳng may nó thượng mã tay, nó dí rùi rùi điện cái này. Đau ghê, ngu người. Bây giờ này nhá, mày vào mày cứ hỏi nó, để xin nó cho vào. Cần thiết thì mua vé vào cho đàng hoàng như việc chó ở chợ. Úi dồi, tao vào, tao đàm phán nhá. Vào đi. Trời ạ, hóa ra là ông Câm. Ông nói như thế, đến bố tôi chả hiểu ông nói cái gì. Em này cứ tưởng là bác Ngọc đúng em, thành ra em không dám tan lời. Này, nói thật với bác, bảo vệ ở chỗ nào cũng hung hăng như hổ đói ấy. Hôm nọ nhá, có một thằng nhá, dí như anh ấy. Em vừa vào nó thượng mã tay, nó dí hủi cùi điện phát, đau hết cả bông. Đây, bác xem này, Đấy, này bác ơi. Cho em vào một tí em này tan đấy bác nhá. Em đi vào. Thoan ơi, chạy trốn theo anh Thoan ơi. Thoan ơi. Thoan ơi. Tình hình thế nào? Này, hả? Cái thằng bảo vệ rất nguy hiểm nhá. Tao vừa vào ấy nó thượng má tay, thế rồi cụ chạch phát tao chơi hết cả người. Thế à? Mà rất là lạ đó. Chính xác là có máy Xoan rồi. Thế mà tao gà chạy theo thao, nó không chạy là thế nào? Tông môn này ngu lắm. Riêng như gặp bọn bảo vệ nhá, không được chạy. Chạy phát nó đuổi ngay. Thế mới tải. Làm nào? Phải đàng hoàng mà đi. Đàng hoàng. Đấy, bọn này đi đàng hoàng chưa? Đàng hoàng. Đi đàng hoàng. Đây. Dạ. Đi đâu ấy? Dạ, bọn em vào tìm người nhà. Không có ai là người nhà của các anh trong này cả. Định vào đây để trộm chĩa. Này, anh ơi. Anh ơi. Anh nói kiểu gì, bọn em toàn người đàng hoàng, anh bảo trông chỉa. Thế bây giờ em hỏi anh vào đây hết bao tiền vé, anh bán hai vé. Này nhá, tao không đùa với hai thằng này đâu nhá. Nhá. Em có đùa với anh đâu, cho bọn em vào đâu. Đứng lại. Tay nó chưa cầm. Ở đây bắn đồng hồ. Ôi nhỉ? Hay tao với mày làm mỗi thằng một con đồng hồ đeo cho bọn bảo vệ nó sợ. Chuẩn. Này, tao mày vào nhé. Đi. Nhưng mà này. Hả? Ở đây nó có bảo vệ đấy. Đó gì bảo vệ? Bây giờ tao với mày ăn mặc xanh điệu thế này rồi, sợ chó bố con thằng nào? Ui sợ thứ. Chẳng may nó buồn, nó dí chạch phát tề ngu người. Ừ. Sao mày xoắn? Mày vào trước, mày vào trước. Dạ. Đi.
Em chào anh ạ. Mời anh, em mời anh vào. Công bình thoát rồi. Đồng hồ nhà bạn. À thì cho em xem cái đồng hồ ban nhất được. Dạ, ban nhất là gì ạ? Có nghĩa là đẹp nhất này, bền nhất và thời trang nhất ạ. Dạ đây ạ. Cái này luôn ạ. Dạ vâng ạ. Ôi trời ơi. Em xin này. Mà thử ướm vào tay ra nào. Mày kê vào nha. Úi trời ơi. Này, nó vừa kê mà muốn phát lên 10 chân kính luôn. Ừ. Chứ anh cái đồng hồ này giá bao nhiêu em quất luôn. À dạ anh ơi, chiếc này 155 triệu anh ạ. 155 triệu ạ. Dạ, vâng ạ. Dạ, em người này chị ạ. Thì yên tâm đưa đưa trước một tí nào không? Đúng rồi. Này tao nghe cái nào tao tưởng 155.000 thì mình làm một đôi đeo cho hoành tráng. Điếc. Con muốn là khác. Đi đây. Ngoài cái ban nhất này thì có cái nào rẻ nhất không chị? À, dạ anh ơi, rẻ nhất là 3 triệu anh ạ. 3 triệu. Dạ cũng người báo cáo chị cái này. Bọn em ấy là công tác bên ngành sư phạm mầm non. Bọn em định mua một ít đồng hồ về để làm giáo cụ trực quan cho các cháu. Vâng, thôi được rồi. Bây giờ là em xin phép hai đứa bọn em ra ngoài kia hội ý. Nếu bọn đi đến thống nhất là chắc là bọn em lấy độ chục chiếc. Vâng. Cái loại 3 triệu ấy. Vâng. Nha chị nhá. Vâng, xin phép chị. Em chào anh ạ. Vâng. Chào thoan bỏ ra đi, ngao nào đó tôi đình đi. Chào thoan bỏ ra đi, ngao nào có nói tầm chê. Cho trình trình trà trích trình cho, cho trình trình trà trích trình cho. Tôi cũng nghĩ rằng hãy ít như người ta có làm không? Mày có nhớ là cái tên đồng hồ tên là gì không nhỉ? Cái đồng hồ à? 155 triệu. Thằng điên này. Tao hỏi là hỏi cái hãng đồng hồ nó tên là gì? À. Nhớ không? Lúc cái con đấy nó quát cái đá 155 triệu, tao ông hết cả chủ không nữa. À, nhớ rồi, nhớ rồi. Tên là gì? Đồng hồ nó tên là Quang Quát. À, tao nhớ rồi. Nó là Đăng Quang Quát. À, đúng rồi, Đăng Quang Quát. Đúng rồi. Ô, đồng hồ cái thằng cóc viết chữ đẹp phết nè. Như thật đấy. Nhìn như như là cái đồng hồ của nó nè. Úi trời ơi, điệu thế. Úi, tên đẹp quá. Được. Được đấy. Đúng rồi. Thế tôi là có cái đồng hồ hơn trăm triệu. Mày thử đeo vào cho nó hoành tráng. Nghe vào. Chuẩn không? Đấy. Ngon. Sao nào? Mấy giờ rồi? 12 giờ. Ít chặt chặt. Dùng hồi chuông vang reo nhắc. Ít chặt 12 giờ. Anh đợi thoát mà thoát không đến. Mấy giờ rồi? 12 giờ. Ít chặt chặt. Dùng hồi chuông vang reo nhắc. 12 giờ. Ít chặt chặt. Ô, anh đợi thoát mà thoát mới không đến. Mới có 9 giờ mà kêu 12 giờ. Úi trời mẹ ơi, nhà hàng rộng thế nhỉ? Đẹp thế. Này mấy mẫu nhỉ? Dạ, nhiệt liệt chào mừng hai anh đến với nhà hàng ạ. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, thế hai anh muốn dùng bữa sáng hay bữa trưa ạ? Ô, thì bây giờ 12 giờ rồi thì chúng em phải dùng bữa trưa chứ ạ. Ô, bây giờ mới có 9 giờ thôi anh ạ. 9 giờ? Dạ. Cái tông môn là ngao này. Mới có 9 giờ mà mày bảo 12 giờ. Xin đồng hồ xin của mấy lúc nào kim nó tạc tỉ mà 12 giờ. Vâng, thế thôi, nếu mà 9 giờ thì chị cho bọn em bánh chén bữa sáng vậy. Dạ, thế hai anh muốn dùng gì ạ? Chị cho em bát mì tôm, thế còn thằng này một bát mì ăn liền. Dạ. Thịt nhà mình có những thịt gì nhỉ? Thịt gì cũng có anh ạ. À thế à? Thế chị cho em một ít thịt lợn, một ít thịt heo, mấy cả cho một ít thịt chó, một ít thịt cẩy nhá. Dạ. Này em ơi, ở đây có thịt cóc không? Cóc với tộc môn nhà mày. Ừ. Thế thì chị bổ sung vào mỗi bát cho em một con ngao hấp. Dạ. Vâng ạ, được ạ. Em ơi, cho hai bát mì tôm thập cẩm nhá. Đấy, dạ. Tao cho mày ăn thịt đồng loại đấy. Dạ, hai anh làm ơn đợi một chút anh ạ. Vâng. Này này, em ơi, ở đây nhân viên có ai tên là Thoan ở tổng đài không? Dạ, Thoan ấy ạ. Mà? Có anh ạ, nhưng mà hôm nay chị nghỉ ốm mất rồi ạ. Ô chết, nó bị cảm tả. Em không biết được ạ. Này này, thế chính xác bây giờ nó đang ở đâu em? Chị trọ ở xóm Phủi ngõ 53249 ấy ạ. Xóm Phủi ngõ 53249. Mùi cốc ơi. Hả? Đi luôn để tìm đi. Đi luôn à? Ừ, không muộn mất. Không ăn đi nữa. Thế thôi, thế em xin phép chị nhé, để lúc khác em vẫn đến. Lúc khác em đến. Ô, hai anh có thể còn hai bát mì tôm thì sao ạ? Đúng rồi chưa? Đúng rồi. Nó ở phòng bao nhiêu nhỉ? Tao nghe thì con ấy nó bảo là hình như ở cái phòng 4953 này đấy. Cộng môn mày bị điên à? Ở đây làm gì có số phòng? Thoan ơi! Ở phòng nào thì mở cửa cho bọn anh vào xem ốm đau nào còn bồn trướng cần đường hộp thưa chứ. Thoan ơi! Thoan! Ô, Hà đấy à? Anh Cộng, anh Ngao đấy ạ. Ừ, em ở cùng Thoan à? Vâng ạ. Ừ, này, Thoan của anh đâu rồi?
Anh ơi, nguy to rồi. Sao? Cái Xoan nó vay tiền hộ đứa bạn, nó bị lừa. Bây giờ chủ nợ thuê đầu gấu đến bắt nó đi rồi. Một đứa chết. Ta biết ngay mà ta đã bỏ ở thành phố là nó nhiều cám dỗ lắm. Chứ hiện giờ bọn chúng nó ở chỗ nào em biết không? Bọn nó đang ở cây ba bắp to nhất thành phố tít ngoài bờ sông ạ. Ôi trời ơi, Xoan ơi, khả năng anh mất em rồi. Xoan ơi, thật không thể tin nổi. Cọc này, đi cùng tao thì cũng nguy rồi. Bà anh đi đấy nhá. Đi anh đây. Đoàn ơi. Đi anh đây. Ôi trời ơi, Đoàn ơi. Chị Hà, chị Hà, chị Hà. Kim đấy à? Vâng. Cái Xoan bị đầu gấu bắt đi rồi Kim ạ. Hả? Sao lại thế hả chị? À, rồi. Chúc mừng đại ca bắt được con tin đẹp quá. Thế là đại ca. Chúng mày hết anh một nữa. Cúng điệu mấy con mồi này ngon quá đại ca. Sao đại ca nhấp nhổm thế? Đại ca đang vật đấy. Thằng tép này được, anh sẽ phong mày lên hàng tôm. Thế thì đại ca chén luôn đi để mẹ em còn ăn sái ạ. À, chén đại ca. Chén luôn. Ca. Chén luôn ạ. À. Chén luôn. Đi. Được, chúng mày truyền hình trực tiếp cho anh. Này cô em, không trả được tiền anh là phải trả bằng tình đấy. Không bùng được số nợ của anh đâu. À. Các anh cho tôi khất một vài hôm, tôi về quê xây sở, rồi trả các anh cả gốc lẫn lãi ạ. Đây, sao cô em khôn thế? Hả? À? Anh thả cô em ra, để anh mất cả chì lẫn chài à? Hả? À? Đại ca! Hả? À? Chén luôn đi đại ca! Chén luôn đi đại ca! Chén đi đại ca! Chén luôn hả? Chén luôn đi! Ai? Có chuyện gì thế? Vỡ cái chai đại ca. Vỡ chai à? Cô biết rồi, chuẩn bị đồ. Em xin anh, em không muốn chết à? Đứng lại. Này em xin anh ạ. Em xin anh. Đứng lại. Ôi trời ơi. Giơ tay lên. Đây em đưa. Bọn mày có mấy tên? Đã bọn em có 6 tên. Anh Tiêu Nhiệt mất 5 thằng, bây giờ còn 1 thằng tùm ạ. À, đổ. Này nhá. Đấy. Mày chết thật đấy à? Mày thấy tao nhập vai không? Tôi chạy hết rồi. Chạy hết rồi. Còn đạn không? Còn 10 viên. Đây này này. Đây này này này. Tao nắm đạn. Nó cướp cò mày. Ô mày à, nó của tao mà. Tham mày à. Ủa thế à? Ui giời. Này. Không hiểu nó cất con Xoan ở đâu nhỉ? Ủa chỗ nào nhỉ? Kia rồi, Toàn ơi, anh đến cứu em này. Ôi, em của anh ạ. Hai thằng này bắn súng giỏi nhỉ. Định vào cứu người đẹp hả? Dạ. Muốn cứu người đẹp phải bước qua xác của anh. Thằng này sống trong cái chết, anh đã bị bắt. Đưa tay cho Hoàng. Súng à? Vâng. Có đạn không? Dạ có. Nhiều không? Dạ còn 1 viên ạ. Còn 1 viên à? Vâng. Anh đừng im, em nói thật đấy, anh đừng lại gần em bắn đấy. Em bắn thật đấy. Em bắn đi! Bắn đi! Em bóc cổ đi! Em bắn đi! Anh đừng lại gần! Bắn đi! Đâu anh ơi! Em bắn thật đi! Em bắn đi! Toàn à! Toàn ơi! Toàn ơi! Anh đây rồi Toàn ơi! Chúng mày đấu hết cả rồi như này! Đến em! Không thợ! Còn anh đây rồi! Nhá! Thôi thôi đừng thợ! Nè! Mình về thì đau! Nè! Anh không thợ! Nè! Lại đây ở lại đặng đi nhé.
Ôi giời ơi.